Một phim Poly và những người bạn. Tập phim làm sao để gọi 911. Các cậu đoán xem tin gì? Hả? Hôm qua xuất hiện một trận mưa sao băng tuyệt vời nhất luôn đó. Mình tận mắt thấy nó. Yeah, mưa sao băng đó sáng cả một vùng trời luôn á. Ồ, sáng cả một vùng trời, đúng vậy. Mình chưa bao giờ thấy sao băng. Các cậu nghĩ nó trông ra sao? Nghe nói nó chỉ là cục đá rơi từ không gian. Cục đá hả? Không phải, nó phải là trái banh thật bự biết phát sáng. Cả ba tụi mình sẽ đi dò tới xuống dưới kia nha. Sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Cây dò điện thần kỳ dùng để truy tìm năng lượng. Cây xúc xích khổng lồ. Vì chúng ta ở ngoài vài tiếng nên mình sợ sẽ đói bụng. Máy dầm bông truyền đạt với người ngoài hành tinh. Khoan đã, mấy thứ này làm sao để giúp tìm ra sao băng hả? Peter, mình nghĩ chắc cậu mang cây gậy này sẽ không ăn được gì. Nè, coi thử đi. Hãy xem cây dò điện siêu cấp đây. Dò được rồi. Khốn này, đi nào. Hả? Cậu ấy có sao không vậy? Không biết. Cậu có chắc mình đang đi đúng đường không vậy? Đương nhiên đúng rồi, mình đang dò đúng đường mà. Nên dẫn đi hướng này hả? Bọn mình sẽ tới sớm thôi. Ở đằng kia. Nên cậu vẫn chắc chắn 100%. Đúng vậy, mình nói mình biết đường đi mà. Không, xúc xích của mình. Đừng ngã. Peter. Hả? Cái gì vậy ta? Bây giờ ở đây tối quá à. Nhưng mình chắc là mình đã thấy cái gì đó. Sạc. Cậu có đèn ở đó không? Có đây. Có sao băng kìa. Chắc là nó rồi. Cháy rồi. Mình nên gọi 911. Nhưng mình không có điện thoại để gọi. Đúng rồi, thấy liên lạc của cậu. Jean của đội cứu hộ nghe đây. Có đám cháy, tụi em không biết phải làm sao hết. Các em đang ở đâu vậy? Đây là một cái cabin ngay giữa rừng sâu. Nhưng em chưa đến đây bao giờ nên không chắc. Được rồi, các em hãy bình tĩnh và đừng sợ hãi. Mô tả xung quanh xem, em nhớ đến bằng cách nào. Đến đây. Tại một ngã ba trên đường đi, bọn em đã quẹo trái. Và sau đó chúng em đã băng qua một con sông nhỏ. Và tụi em đã té xuống một vách núi. Đó là lúc bọn em tìm thấy cái cabin đang cháy. Được rồi, nghe nè các cậu. Hả? Có người báo có đám cháy trong rừng trong một cabin. Cần các cậu tới đó, mình gửi thông tin vị trí. Biết rồi. Haley, bây giờ mình đi vào trong rừng, cậu nói cho mình hướng đi. Mình biết rồi. Rồi, quẹo trái. Cảm ơn. Rồi, Haley. Các em ổn chứ? Dạ, bọn em ổn. Sự việc có thể tệ hơn rất nhiều, nhưng cũng may các em kịp thời gọi điện báo. May quá. Nên khi nào các em thấy có cháy, sử dụng điện thoại hay là thiết bị liên lạc nào để gọi 911. Lúc nào cũng phải giữ cho bản thân thật bình tĩnh và mô tả vị trí chính xác của đám cháy. Nếu đám cháy xảy ra ở nơi mình không quen thuộc, nhìn xem cảnh vật xung quanh. Cảnh vật có thể là nhà cao tầng, thư viện, trường học, cây lớn, hoặc ở ngã tư, bùng binh, sông, hồ, tàu điện ngầm, hoặc trạm xe buýt. Như vậy, lính cứu hỏa sẽ tìm được nơi đó dễ dàng hơn. Các em đã hiểu chưa? Dạ rồi, hiểu rồi. Nhưng mà tại sao bọn em lại đi vào trong rừng này vậy? Mưa sao băng. Ôi không, nó có thể ở trong đó. Mình đã nhớ mang nó ra rồi. Ok, chúng ta có sao băng rồi nè. Các em tìm
tìm được sao băng hả? Thật tuyệt vời. Mọi người đều đang nói về nó đó. Làm tốt lắm. Tìm được rồi. Bộ phim Poly và những người bạn. Tập phim Trận động đất kinh hoàng. Hạt giống của mình đâu hết rồi? Xảy ra chuyện gì vậy? Mình nóng lòng muốn xem hình ảnh siêu nhân rồng mới được ra mắt. Peter, đợi đã. Ở đây hả? Hình ảnh siêu nhân rồng đâu rồi chú? Đây nè. Wow. Siêu nhân rồng phiên bản giới hạn hoàn toàn mới được trang bị thêm cần gạt nước kìa. Nhìn nó ngầu quá. Mình muốn mua. Chờ một chút, chú sẽ quay lại liền. Dạ. Siêu nhân này dễ dàng đánh bại vua khủng long. Dễ thôi. Động đất, thật không? Thật mà, mọi thứ xung quanh mình rung chuyển vậy nè. Động đất là vấn đề lớn đó. Hả? Gì đây? Ôi không. Tôi chết rồi. Có chuyện gì vậy? Hai đứa. Cậu có sao không? Không, mình ổn. Còn cậu? Mình ổn. Có chuyện gì vậy? Peter, Johnny. Có người ở đây. Chú ơi, cứu tụi con với. Cũng may là không sao. Ở yên đó, chú gọi đội cứu hộ tới. Được rồi, ra được rồi đó. Cảm ơn nhiều nha Roy. Cũng may là mọi người vẫn ổn. Ông ơi. Ông không sao. Roy, có chuyện nữa rồi. Peter với Johnny bị mắc kẹt trong cửa hàng đồ chơi. Cậu tới cửa hàng liền đi. Mình biết rồi. Amber, xử lý giùm mình nha. Để đó cho mình. Trời ơi. Sao cô đẩy mà nó vẫn không di chuyển vậy? Cứ tiếp tục đẩy đi. Không lẽ chúng ta bị mắc kẹt ở đây luôn hả? Cái gì chứ? Không đợi nào. Không lẽ nào? Johnny, cậu xem kìa. Siêu nhân rồng đang bảo vệ chúng ta. Siêu nhân rồng. Siêu nhân rồng, cứu tụi mình. Không được, phải cố gắng lên. Có sao không? Không. Rồi. Johnny, vậy là mình được cứu rồi. Mình hạnh phúc quá. Động đất là một thảm họa tự nhiên xảy ra ở một số khu vực nhất định. Và bây giờ, hãy xem những điều cần làm khi xảy ra động đất. Trong trận động đất, mặt đất rung chuyển, các tòa nhà có thể bị hư hại. Nếu không thể thoát ra ngoài thì đừng cố chạy ra ngoài. Thay vào đó, hãy núp xuống phía dưới gầm bàn. Nếu không có bàn ở gần đó, thì hãy chạy tới sát bức tường và tựa lưng vào nó. Dùng đệm hoặc mền để bảo vệ đầu của mình. Nếu tòa nhà bị hư hại thì sẽ không mở được cửa. Cho nên phải mở cửa ngay khi trận động đất vừa mới bắt đầu để tránh bị mắc kẹt. Nếu ở bên ngoài, hãy tránh xa những thứ có thể rớt từ trên xuống. Hãy chạy đến một khu vực thông thoáng. Các em đã hiểu chưa? Dạ.
Cho nên động đất kinh khủng lắm đó. Mặt đất sẽ di chuyển, làm mọi thứ xung quanh rung chuyển theo. Và tụi mình đã được chứng kiến mọi việc. Không phải chuyện đáng cười đâu. Động đất đáng sợ lắm đó. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim buổi tập dượt phòng cháy chữa cháy. Cả lớp à, hôm nay chúng ta có bạn mới nè. Wow, một con thằng lằn dễ thương quá. Dễ thương quá. Bạn nào chịu trách nhiệm cho con thằng lằn ăn cây này đi? Chọn em đi cô. Em làm được, để em. Sao? Tuần này em chăm sóc cho nó được không? Em thật hả cô? Vì cô biết em yêu động vật, cô chắc chắn em sẽ làm tốt công việc này. Em đồng ý chứ? Em làm được mà cô. Sao không chữa yên vậy? Được rồi. Wow. Cho mình chơi. Mình chơi. Mình trưng. Nè dừng lại. Các cậu thô lỗ quá đi. Vậy chứ. Thô lỗ gì? Tụi mình chỉ muốn chơi với nó một chút thôi mà. Đúng đó. Lại đây, cậu sờ thử nó. Không, mình làm đứt đuôi nó rồi kìa. Một số loài thằn lằn và tắc kè tự làm đứt đuôi mình khi chúng cảm thấy nguy hiểm. Trời ơi, ghê quá. Nghe nè, đuôi của chúng có giá trị dinh dưỡng nên khi mất đuôi sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng. Mình phải đem về nhà cho an toàn để các cậu không đụng tới nó nữa. Được rồi. Xin lỗi anh bạn nhỏ, sẽ sớm mọc lại thôi. Cậu cần một cái tên. Từ bây giờ mình sẽ gọi cậu là Finn. Đỡ hơn chưa Finn? Ăn nhiều nha. Đáp án chính đó là chính hai. Là một quả cầu. Giỏi lắm, đuôi bắt đầu mọc lại rồi, tuyệt vời. Cậu hết nước rồi, để mình đi lấy cho. Hả? Gì đây? Cháy rồi, cháy rồi. Không phải tụi mình, không phải tụi mình. Bên này, có chuyện gì vậy cô? Tầng dưới đang cháy rồi các em à. Các em phải xếp hàng ngay ngắn và đi theo cô nhanh lên. Dạ. Nhân cầu phim. Các em có sao không? Không sao. Cô đã đưa hết học sinh ra ngoài đây rồi. Khoan, cô ơi, không thấy sạc đâu hết. Hả? Nè Finn, chúng ta đi thôi. Không đi được rồi. Rắc rối rồi. Đừng lo lắng, chúng ta cùng ra khỏi đây. Bên này, cứu em với. Em không ra ngoài được. Khởi đang ở trong lớp. Sát. Rồi, thằng bé ở trong lớp học trên tầng 2 đó. Được, mình biết rồi. Ai đó cứu em với. Có anh đây. Được rồi, em sẵn sàng chưa? Dạ. Vậy thì đi thôi. Ngọn lửa đã được dập tắt rồi. Cũng may là không có ai bị thương hết. Rồi, cảm ơn đã cứu mạng em. Sạc, em có biết làm như vậy nguy hiểm lắm không? Khi xảy ra hỏa hoạn, các em phải bỏ hết vật tùy thân và các vật dụng để chạy càng nhanh càng tốt.
không cần biết thứ đó quan trọng thế nào. Không được tự ý bỏ chạy, phải nghe lời cô giáo và đi theo hướng dẫn của cô cho tới khi đến được nơi an toàn. Khi phát hiện có hỏa hoạn thì phải bấm chuông báo động, bịt mũi và miệng để tránh hít phải khói, cúi xuống và rời khỏi đám cháy. Nếu đám cháy quá lớn và không thoát ra bên ngoài được, hãy lên nóc nhà và hét lên để cầu cứu. Hiểu rồi rồi, em sẽ ghi nhớ. Xin lỗi vì đã làm cho các cậu hoảng sợ. Không sao đâu, nhờ cậu làm vậy nên mới cứu được thằng Lằng đó. Đúng rồi, cậu đã cứu nó. Ủa? Này, Phim muốn nói cảm ơn kìa. Mình nhọn quá. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim May có bớt đi giải cứu. Sau một đêm làm việc giờ em mệt quá. Em yêu, để bọn anh mua đồ, em cứ nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon nha mẹ. Cảm ơn cả nhà. Bích đi, mày giữ nhà nha. Vậy là xong. Cô con, mau trở về đây mau. Cô con. Mary, có chuyện gì vậy? Coco giờ lấy kẹp tóc yêu thích của em rồi chạy mất. Xuống mau đi. Mary, em đừng quên Coco chỉ là con mèo thôi, cho nên em cần phải nhẫn nại với nó. Chắc là khó lắm, nhưng em sẽ cố. Coco, ta xin lỗi vì đã giận mày. Mày có thể trả kẹp tóc cho ta được không? Coco. Giao hàng đây. Có ai ở nhà không? Mời ra lấy hàng. Tới đi Posty. Dạ con chào cô Sarah. Sách cô đặt đã có rồi nè cô. Ôi tụi cô đang mong nhận nó đây. Cảm ơn Posty. Mày thật là con chó ngoan Bích đi. Con mệt quá. Tối nay ba sẽ làm món cá cho bữa tối. Hả? Con không chịu đâu. Lần nào ba làm cá cũng bị khét hết. Nè. Anh nói đúng đó. Vậy thì không ăn món cá nữa. Hay là ba làm mì Ý ăn đi ba. Món mì Ý. Mì Ý cùng với thịt viên. Mình vừa ăn thịt viên vào tuần trước rồi mà. Lần đó cũng ăn cùng với mì Ý đó. Xem ra chúng ta phải quay về kế hoạch A. Hướng này dẫn đến quầy bán cá. Ba ơi. Alo. Bạn có cơ hội tham gia vào cuộc thi để trúng chuyến đi chơi dành cho hai người. Không phải giờ. Với vẻ đẹp của hòn đảo Hoa Quai, bạn chỉ cần... Tôi nói không phải bây giờ. Nếu bạn hành động ngay bây giờ, bạn sẽ tự động được lọt vào. Cảm ơn Spotty. Đi cẩn thận. Hẹn gặp lại cô. Hả? Mình còn phải báo Jin gấp ngay bây giờ. Jin, có chuyện gì vậy? Rồi à, có khói đen bay ra từ nhà của Peter. Cậu đến đó mau đi. Được rồi, mình đi đây. Hi. Ủa là trời. Hình như gần đây xảy ra cháy thì phải. Ba mong là không sao, họ nên cẩn thận hơn. Không, ba. Có khói bay ra kìa, hình như là đám cháy của nhà mình đó. Hả? Mẹ. Chuyện gì vậy Bích đi? Hả? Ôi vậy? Cả hai có sao không? Rồi. Cô mau đưa Bích đi, chạy ra khỏi nhà mau lên đi. Được rồi. Ôi tim mình còn đập nhanh quá. Sao lại xảy ra cháy vậy em? Hả? Mọi người hãy nhìn đây xem. Cái gì? Điện thoại của cô sao vậy?
Con nghĩ chúng ta nên tìm hiểu xem nguyên nhân vấn đề nằm ở đâu. Thú cưng thường có bản tính tò mò, nên để điện thoại hay dây điện khỏi tầm giới. Dòng điện chạm mạch cũng có thể gây ra cháy và nguy hiểm cho thú cưng của chúng ta. Nhai dây điện có thể dẫn đến thú cưng bị điện giật mạnh, nên chắc chắn cất giữ điện thoại ra khỏi tầm giới của nó. Khi chúng ta rời khỏi nhà, nhớ phải tháo đồ sạc điện ra trước. Dao nhọn trong nhà bếp cũng có thể gây nguy hại cho thú cưng của chúng ta và đồ ăn đang nấu trong lò vi sóng, tạo chướng ngại xung quanh cho nguồn điện và các dây điện để giữ an toàn cho thú cưng. Và mọi người không bao giờ nên tự mình cứu thú cưng ra khỏi đám cháy, mà thay vào đó nên để đội cứu hộ đảm nhận nhiệm vụ này. Cô cảm ơn nhiều nha. Và cảm ơn Betty đã đánh thức tao vậy. Mày đã cứu tao đó. Trong nhà bếp như một bãi chiến trường vậy. Con thỏ của mình. Betty. Một phim Bully và những người bạn. Tập phim Sự ghé thăm của vị anh hùng. Bắt mình đi. Đi tớ, đợi đã. Nè, sao chậm vậy? Cẩn thận, sao lại đứng lên đây chứ? Hả? Cậu ấy không cố ý. Nhưng mà anh là ai vậy? Anh là lính cứu hỏa và cũng là người bắt những đứa trẻ nghịch ngợm đó. Lính cứu hỏa? Phải, nếu em còn đứng lên đây nữa, em chắc chắn sẽ bị phạt đó. Dạ. Hả? Gặp rắc rối rồi. Và áo của anh đây, nó sẽ bảo vệ anh khỏi nhiệt độ nóng nhất. Ô, em là một người thật tài giỏi. Mình về rồi đây. Chào mọi người. Đây là Tommy, người lính cứu hỏa mà mình đã nói đến đó. Chào Tommy. Chào tất cả mọi người. Anh đã được nghe biết đến nhà phát minh tài giỏi ở phố Broom. Quả thật như vậy. Nhà phát minh tài giỏi sao? Cậu ấy giỏi lắm đó. Hãy cho em biết nếu anh cần giúp đỡ trong việc cứu hộ. Cảm ơn, anh biết rồi. Wow, mấy phát minh của em để ở trong nhà kho rồi. Anh đợi đây để em đi lấy. Việc này tốn nhiều thời gian hơn anh tưởng đó. Chú Builder sẽ không biết làm gì nếu thiếu Tommy. Anh ấy như siêu anh hùng lính cứu hỏa vậy. Hả? Cái gì? Các cậu đang nói đến cái người luôn vô duyên vô cớ bắt lỗi bọn mình đó hả? Phải không? Peter, không được nói Tommy như vậy. Không nghĩ hai cậu lại bên anh ấy như vậy luôn á. Hai cậu nên ở đó vào ngày hôm qua. Hai cậu còn nghĩ là anh ấy tốt nữa hay không? Peter, đáng lẽ lúc đầu cậu không nên giỡn như vậy đâu. Như vậy chứ? Mình tin Tommy, cậu lúc nào cũng gây rắc rối. Sự việc hoàn toàn không phải như vậy. Johnny, cậu nói giúp mình đi. Quả thật cậu không nên giỡn như vậy. Thôi đi Johnny. Đi với mình, mình sẽ cho cậu thấy Tommy không hoàn hảo như cậu tưởng. Thấy chưa? Rồi, không sao rồi. Cậu đã cứu tôi, anh bạn. Nhìn ảnh xem, anh ấy thật tuyệt vời. Thật vậy sao? Peter, mình phải về nhà làm bài tập rồi. Mình cũng vậy. Đợi đã, các cậu hãy về đã. Cho mình một cơ hội để chứng minh được không? Xuống nào. Nhìn mà xem, các cậu có tin được là anh ấy đối xử tệ với con mẹ của Mary hay không? Thôi không. Không sao đâu, mày làm được mà. Mày giỏi lắm. Coco. Làm được rồi, anh ấy thật có lòng trắc ẩn. Hả? Không, đừng tin anh ấy. Peter, cậu dừng lại đi, quá đủ rồi. Gặp cậu sau nha. Khoan, đừng đi, cần đi mà. Jin, có chuyện gì? Có một đám cháy tại nhà kho và một số người đang bị kẹt bên trong. Cậu mau qua đó đi. Mình biết rồi. Mấy em xém bị thương rồi. Mấy em nên biết là không được chơi ở trong đây chứ. Tuyệt vời. Giờ mọi người sẽ thấy được bộ mặt thật của anh ấy. Ba đứa hãy nghe đây. Toàn bộ cỏ khô đều rất dễ cháy. Sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Lùi lại. Peter, Tommy. Lại là em.
Đây là lần thứ hai trong tuần em xém bị thương rồi đó. Em xin lỗi. Em có bị phỏng ở đâu không? Có sao không? Dạ. Chưa rồi, thật là nguy hiểm đó em trai. Mừng là em không sao. Em mừng vì đồ của em có thể dùng được. Cảm ơn Jin. Cảm ơn Tommy. Anh là lính có quả tuyệt vời nhất. Tommy là anh hùng. Đúng vậy các em, chúng ta nên biết cảm ơn về những việc làm của các lính cứu hỏa để giúp chúng ta được an toàn. Lính cứu hỏa đã không ngại nguy hiểm để dập tắt những đám cháy, để cứu mọi người thoát khỏi nguy hiểm. Họ còn trang bị kỹ năng sơ cứu cho những ai bị thương và đảm bảo họ được đưa đến bệnh viện. Họ còn kiểm tra để giảm thiểu tình trạng xảy ra hỏa hoạn. Họ còn giúp mọi người trong trường hợp thiên tai và những nguy hiểm hàng ngày. Nếu có vấn đề gì, họ đều muốn giúp. Thấy chưa, họ rất tuyệt vời phải không? Lính cứu hỏa là nhất. Lính cứu hỏa là nhất. Cảm ơn anh đã cứu lấy mạng sống của em. Anh thật sự rất tuyệt vời. Peter, vậy hôm qua cậu đã nói gì? Nói là cái con người vô duyên vô cớ bắt lỗi mình hoài đó hả? Gặp lại các em sau nha. Cảm ơn Tommy. Gặp lại các em sau. Tạm biệt. Một phim Bully và những người bạn. Tập phim Trong nước nóng. Tụi con muốn uống thêm nữa. Không được, sắp tới giờ ăn rồi con. Thôi mà, con uống thêm một ly nữa thôi. Một ly thôi. Không được, mẹ muốn các con để bụng đói để thưởng thức món rau hầm này đây nè. Hả? Xong rồi đây, cùng ăn nào. Tụi con đang làm cái gì vậy? Nước rất nóng và rất nguy hiểm đó Peter à. Sẽ không có cacao cho con nữa đâu. Sao vậy mẹ? Vì hai con đã lén lấy uống sau lưng của mẹ. Peter, em không thể ngưng nghĩ về cacao. Anh biết, lâu rồi tụi mình đâu được uống đâu. Quả thật, em không thể chịu nổi tình trạng này nữa đâu. Như vậy là đủ lâu rồi. Lucy, lập kế hoạch nào. Kế hoạch gì? Anh sẽ gọi, đây là chiến dịch cacao. Lucy và Buddy sẵn sàng chứ? Dạ. Mục tiêu của tụi mình sẽ là cái tủ ở trong nhà bếp. Giờ nó đã bị khóa và chìa khóa nằm ở trong phòng của mẹ rồi. Khi mẹ rời khỏi phòng, chúng ta sẽ lẻn vào trong để lấy. Rồi sau đó? Anh mong là Posty sẽ đưa mẹ bưu phẩm ngày hôm nay. Khi mẹ đang bận nhận hàng, chúng ta sẽ vào bếp và lấy trộm cacao để uống. Lúc đó em phải uống 2 ly mới đủ được. Khi mẹ xuống lầu thì cacao đó sẽ là của anh. Đây là khẩu hiệu. Đi. Được rồi. Khoan, mẹ Thu để chìa khóa ở đây mà ta. Chìa khóa tủ đâu mất tiêu rồi. Peter, mẹ đang cầm nó rồi. Vậy là xong món cacao của mình. Không, chưa xong. Chào mẹ. Có chuyện gì Lucy? Đó là đôi vớ còn có cái lỗ. Ôi không, chắc do Bích đi làm rồi. Để mẹ may nó lại cho con nha. Alo, dạo này sao rồi? Anh đã cầm trên tay rồi mà. Robert, Posty giao hàng cho em ngoài kia rồi. Cảm ơn Posty. Được rồi, mở lên. Đây. Chào Posty. Hết hồn. Posty, tới lượt mày đó. Có bị đau hay không?
Con không sao. Peter, gọi cho đội cứu hộ nhanh lên con. Dạ được. Mẹ ơi, giờ mẹ không sao rồi con. Đây, đã xong rồi. Cô đã làm rất tốt, cô sẽ sớm khỏe lại thôi. Cảm ơn Amber. Nhân đây, anh sẽ ôn lại một chút về cách chữa vết thương bị bỏng. Đầu tiên, làm vết thương nguội đi bằng việc rửa nước lạnh hoặc nước muối. Nếu nó bị che, chúng ta nên kéo miếng vải lên, quấn gạt và băng nhẹ nhàng xung quanh vết bỏng. Không được đụng vào vết bỏng giòn đã hình thành trên da. Nếu vết bỏng bị nặng, phải ngay lập tức đưa đến bệnh viện hoặc phòng khám. Nhưng cách phòng bị bỏng tốt nhất là lúc nào cũng nên cẩn thận, không chơi gần lò vi sóng khi nó đang chạy. Chắc chắn các món ăn đã nguội khi đưa vào miệng. Được, chắc bổ ích rồi, đó rồi. Mẹ ơi, con rất xin lỗi. Dạ, con cũng vậy. Nhưng ít ra chúng ta cũng đã rút ra được bài học rồi. Hay bây giờ chúng ta uống cacao nha. Wow. Ôi không, cacao đâu hết rồi. Hả, hết rồi hả? Mẹ nghĩ là ý trời rồi. Chúng ta uống nó vào lần khác nha. Khoan đã, mình đi đến cửa hàng liền đi mẹ. Mau lên đi. Hai con bỏ ra đi nào. Mẹ ơi, mẹ. Một phim Bully và những người bạn. Tập phim Người lính cứu hỏa nhỏ tuổi. Wow, họ có đủ mô hình của Master Dragon luôn. Mình muốn ăn hết tất cả các loại bánh ở đây. Thôi nào, chúng mình lại đây để mua quà tặng ba mẹ mà. Đúng đó, tụi mình còn dày nữa, nên nhanh đi. Hả? Yeah! Thôi được rồi, các cậu nhát thiệt á. Ây, Peter, cậu mà để mình bắt được nè. Dạ cho hỏi, tiệm bán hoa nằm ở chỗ nào vậy anh? Chú khá chắc là nó nằm ở tầng 4. Cháu có thể bắt thang máy kia để lên đó. Dạ, em cảm ơn anh. Hả? Nó đây rồi. Quá, quá đẹp quá. Chào các em. Hả? Anh có thể giúp được gì? Anh ơi, anh có bán hoa cẩm chướng không? À ha, anh đoán các em mua để tặng cho ba mẹ. Đợi anh một chút nha. Ôi không, anh có sao không vậy? Anh ổn, anh ổn. Đây là hoa hồng. Không phải cái đó, không phải cái đó. À, tìm được rồi. Ở phía bên trong là một bó. Anh, là chuông báo cháy reo kìa. Cháy sao? Mọi người xin chú ý, vì vấn đề an toàn, chúng tôi mong quý khách hãy sơ tán ra ngoài ngay lập tức bằng lối thoát hiểm gần nhất. Lối thoát hiểm kế thang máy. Xin quý khách lưu ý, làm ơn hãy hỏi thông tin từ nhân viên khu thương mại nếu chúng ta cần giúp đỡ để ra khỏi tòa nhà. Đây nè. Dạ đây, dùng cái này để bịt mũi và miệng lại để anh không hít phải khói. Cảm ơn em. Ô, khoan đã, cái cặp. Khoan đã, đừng để ý tới cái cặp. Giờ phải rời khỏi đây nhanh lên anh. Đành phải vậy thôi. Anh cũng đi đây. Mình không thể mở nó ra được. Thôi nào, mình đi bằng thang máy đi. Không được, nếu đi thang máy và bị cắt điện, chúng ta sẽ bị kẹt bên trong đó. Sao? Cảm ơn các em đã nói cho anh biết. Chúng ta không thể xuống khi có quá nhiều khói ở đó. Vậy chúng ta quay trở lại và gọi điện thoại cầu cứu đi. Mọi người hãy mau chạy ra khỏi đây. Rồi, còn một số bé bên trong, tôi không biết họ có ra kịp hay không. Trẻ con. Cầm lấy tay mình xin đi. Được rồi, Johnny. Các cậu, cửa bị khóa rồi. Giờ khó đã lên tới tầng này luôn rồi. Ai ở đây? Ai đó? Có người bị mắc kẹt. Rồi, mình tìm thấy rồi. Họ đang ở cầu thang hướng bắc. Giỏi lắm, Haley. Mình đi vào đi. Hừ.
Các em, nè, mình nghe thấy tiếng rồi. Rồi. Anh sẽ cứu các em, lùi ra mau. Dạ rồi. Cẩn thận đó. Mọi người có sao không? Dạ sao. Các em đã làm những việc cần làm và các em đã làm nó rất tốt. Bởi vì chúng ta không biết những tình huống nguy hiểm khi nào sẽ xảy ra. Chúng ta phải luôn biết được vị trí lối thoát hiểm ở đâu. Khi xảy ra hỏa hoạn thật, bịt miệng và mũi lại, đi sát trên nền nhà và thoát ra ngoài. Thang máy sẽ không hoạt động được nếu bị cắt điện. Chúng ta nên sử dụng cầu thang gần đó nhất. Nếu chúng ta ở tầng thấp hơn, chạy ra ngoài ngay. Nếu chúng ta ở tầng cao hơn, hãy chạy lên sân thượng. Không được khóa cửa cầu thang hay để đồ đạc chắn nó lại. Và điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh và đừng nên sợ hãi. Tập trung suy nghĩ sẽ giúp mình an toàn. Ôi trời, anh đã không giải quyết tốt việc ban nãy. Cảm ơn các em đã giúp anh nha. Không, đó là điều tốt. Chúng em giờ được dạy về an toàn phòng cháy chữa cháy. Ngay trước mặt anh là một người lính cứu hỏa tài giỏi nè. Khi khói bắt đầu bay vào, con đã kêu mọi người chạy ra khỏi tòa nhà. Ô, nói tiếp đi, bà rất tự hào về con. Wow, Peter, anh là một lính cứu hỏa thiệt sự. Một phim Bully và những người bạn. Tập phim Lửa có ích nhưng rất nguy hiểm. Lửa rất có ích nhưng cũng có thể rất nguy hiểm, nên lúc nào cũng phải cẩn thận. Bây giờ chúng ta sẽ học cách xử lý khi xảy ra hỏa hoạn nhé. Chán, dễ sợ. Hả? Johnny, Johnny. Bút chì của mình, cậu báo với Johnny. Xin lỗi, xin đi. Lớp trật tự, tập trung vào bài học nào. Bút chì của mình phải nghỉ hưu sớm luôn rồi. Các cậu lại có vấn đề rồi. Nếu đúng như theo kết quả khảo sát thì đa số cư dân chưa được học về phòng cháy chữa cháy. Tức là nhiều gia đình vẫn chưa trang bị bình chữa cháy. Hình như mọi người không biết các nguyên nhân gây hỏa hoạn và cách thức để đề phòng. Mọi người chưa chịu phòng cháy chữa cháy một cách nghiêm túc. Vấn đề có vẻ nghiêm trọng rồi đó. Bởi mới nói, mình nghĩ tới lúc chúng ta phải làm gì đó rồi. Phải hướng dẫn phòng cháy chữa cháy cho mọi người liền. Chọn thỏ con hay chó con cây nào đây? Johnny, mở cửa hàng đồ chơi đi. Chờ chút đi Peter, mình còn chưa chọn được cây nào đây. Cần chị giúp gì không? Chào cô. Em đang cần tìm gì hả? Dạ, em không biết cây nào sẽ hợp với bạn nữ hơn. Em phân vân giữa hai cây này. Chị nghĩ cây nào thì cô bé đó cũng thích. Có cây nào hình con khỉ không? Con khỉ hả? Chị nghĩ ở đằng sau còn một con. Vậy hay quá. Để chị đi lấy, em chờ chị một chút. Dạ, em cảm ơn chị. Cậu coi nè, là siêu nhân rồng đó. Wow, xuất sắc luôn. Tiếng gì vậy? Xin quý khách lưu ý, tầng 3 của tòa nhà xảy ra hỏa hoạn. Vui lòng di chuyển ra ngoài theo hướng dẫn của nhân viên. Xin nhắc lại, mau lên, mọi người đi lối này, khách ở bên này. Tầng 3 của tòa nhà xảy ra hỏa hoạn. Vui lòng di chuyển ra ngoài theo hướng dẫn của nhân viên. Cậu nhìn kìa, lửa cháy lớn thật đó. Mình chưa thấy lửa thật bao giờ hết. Mắt mình cay quá. Mình không thở được. Hai đứa ở đây nguy hiểm lắm, mau đi theo anh. Dạ được. Hai đứa có làm sao không? Em ư? Ở đây nguy hiểm lắm, tới nơi an toàn đi. Haley, cậu dập lửa trên sân thượng đi. Để mình. Ai ngờ lửa lan ra nhanh vậy. Lửa đúng là một thứ rất đáng sợ. Cứu. Trên này không ra được. Vậy đi lấy bút cho mình. Cứu tôi. Holly, Amber, tiếp tục dập lửa đi. Mình với Haley đi cứu người. Đi rồi. Làm ơn cứu tôi.
đây, mau bám vào tôi. Tôi sẽ cố. Haley, cậu lo phần còn lại đi. Để mình. Cô có bị thương ở đâu không? Giờ không sao rồi, cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Wow, hay quá. Chủ đề hôm nay là lửa có ích nhưng đáng sợ. Bắt đầu thôi. Lửa là một yếu tố đầy sức mạnh và có ích. Thắp sáng trong phòng tối giúp cuộc sống được thuận tiện hơn. Nó giúp nấu chín thức ăn và sưởi ấm cho chúng ta khi thời tiết trở lạnh. Nhưng khi ngọn lửa bị mất kiểm soát, nó sẽ trở nên rất đáng sợ. Nó không chỉ thiêu rụi những thứ chúng ta thích, mà còn thiêu rụi nhà của chúng ta. Cho nên, việc cập nhật kiến thức về phòng cháy chữa cháy để mọi người cùng đề phòng là vô cùng quan trọng. Chúng ta phải luôn cảnh giác vì hỏa hoạn không thể đoán trước được. Tuân lệnh! Rồi, hôm đó nhìn anh thật tuyệt vời. Đúng vậy, anh đã dũng cảm xông vào biển lửa để cứu người. Lúc anh dập tắt ngọn lửa là nhìn ngầu nhất luôn. Chết đi rồi, đáng ghét. Mình thích ngày đó lắm. Xin lỗi Xuyên đây. Một phim Bully và những người bạn. Tập phim Cẩn thận khi ở trong bếp. Gặp lại tụi con sau nha. Tạm biệt mẹ. Mọi người có vẻ vui mừng quá ha. Tốt nhất là mọi người nên nhớ mình hứa gì đó. Phải làm xong tất cả bài tập. Không được làm nhà cửa bừa bộn. Anh sẽ không bỏ đói hai đứa đâu. Đừng cho tụi nhỏ ăn thức ăn nhanh đó, biết chưa? Không có chuyện đó đâu, anh sẽ nấu theo sách hướng dẫn. Miễn là có trong này thì món gì ba cũng sẽ nấu được. Ba là số 1. Oh yeah, cuối cùng cũng xong. Jin, gì vậy Jin? Cái này gọi là báo động ba bước. Báo động ba bước. Mình chưa bao giờ nghe hết. Đương nhiên rồi, vì mình mới chế ra mà. Đó sẽ rèn khi tụi nhỏ vô tình đi vào khu vực cấm trẻ em. Khu vực cấm trẻ em? Phải, khu vực cấm trẻ em là bán kính 1 mét quanh những thứ có thể gây nguy hiểm cho chúng, như là bếp hay lò sưởi. Trẻ em không được đi vào khu vực đó. Quá thông minh. Sao nó rèn lên vậy? Vì có trẻ em đi vào khu vực cấm, đúng không? Mình không phải là trẻ em. Cậu to thật nhưng không có nghĩa cậu đã là người lớn. Đi quá giờ. Ba làm sao hay vậy? Xong rồi. Bớt đi. Không vào. Tùng cú sút. Ra ngoài rồi ơi. Hả? Là mẹ. Alo, mọi người vẫn bình thường. Peter. Đương nhiên là đang làm bài rồi. Lucy hả? À đúng rồi, nó đang dọn đồ chơi. Cơm tối. Anh gần xong rồi. Anh ngửi thấy mùi thơm rồi. Chắc con phải đi rồi. Cô nhớ lắp đặt báo động 3 bước liền nha cô. Cô đi gắn liền, cảm ơn con. Tạm biệt rồi. Điểm kế tiếp là nhà của Peter. Đúng rồi, đầu tiên là phải cắt hành tây. Phải cắt từng lát mỏng như vậy. Ba ơi ba, cho con cắt thử đi. Không được, cầm dao nguy hiểm lắm con. Cay mắt quá. Có ai muốn rắc muối vào không? Dạ để con, rắc muối. Rắc thêm tiêu nữa. Wow, thơm dữ ta. Sắp xong rồi. Chắc mẹ đó. Hai đứa chờ ba một chút nha. Alo, anh nghe đây, có chuyện gì hả em? Anh cũng vậy. Gì vậy bớt đi? Không, hình bị khét rồi. Anh làm gì vậy Peter? Hình sắp khét rồi, phải lật lại mới được. Ôi, nóng quá.
Phải lật nó qua mặt bên kia. Xong rồi. Rita. Lucy, sao em cứ hét lên vậy? Coi kìa. Lửa. À, tụi anh chuẩn bị ăn tối đây, mau về nha. Hai đứa. Khói đang bốc ra từ nhà của Peter. Peter, mau nắm chặt tay của ba. Dạ ba. Peter, chú Robert, mọi người phải ra khỏi đây ngay. Đúng, đi thôi. Cũng may là không có ai bị làm sao hết. Cảm ơn rồi. Con đã cứu mạng gia đình chú. Để đảm bảo là không có lần sau, con sẽ chỉ mọi người vài nguyên tắc an toàn. Khi chú nấu ăn, không bao giờ bỏ đi khi bếp đang mở. Lửa có thể bốc cháy mọi lúc. Đồng thời, không để những thứ dễ cháy như khăn hoặc là giấy ở gần bếp đang cháy, bởi vì chúng rất dễ bị bắt lửa. Và không để trẻ em hoặc thú cưng chơi gần bếp lửa hoặc thức ăn nóng, có thể xảy ra sự cố và họ không biết phải khắc phục làm sao, nên rất dễ bị thương một cách nghiêm trọng. Hiểu rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Hả? Mẹ về. Em về chị anh nói là đã xong bữa tối rồi. Sao mọi người ra đây đứng vậy? Là như vậy, bữa tối hôm nay vấn đề là chúng ta sẽ ăn ở ngoài. Hả? Anh nói vậy là sao? Anh nghĩ là chúng ta nên ra ngoài ăn. Ra ngoài ăn. Nhưng anh nấu rồi mà. Ra ngoài ăn. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim Chập điện nguy hiểm lắm. Sao vậy Scooby? Anh bị bệnh hả? Đâu có, anh không sao hết. Cho mình xuống trước. Thôi đi, hai cậu đang làm cho Scooby mệt hơn đó. Scooby, bọn anh bị bệnh hả? Cảm ơn, nhưng anh không sao hết. Mấy đứa không cần lo cho anh đâu. Lát nữa anh quay lại. Nhìn anh ấy không ổn chút nào. Chúng ta làm anh ấy mệt hơn. Giờ mới biết hả? Scooby. Mày được. Scooby, tụi em lo cho anh lắm đó. Hả? Scooby, cho tụi em xin lỗi về chuyện hồi sáng. Dạ, em cũng vậy. Em không biết anh đang bị bệnh. Dạ, đó không phải là lỗi của tụi em đâu. Tại vì anh bị cảm thôi. Nghỉ ngơi chút là được mà. Nhưng mà cảm ơn các em đã ghé thăm anh nha. Scooby. Khoan, còn nữa. Tụi em đã chuẩn bị một số thứ. Anh cứ yên tâm giao cho tụi em. Tụi em sẽ chăm sóc anh cho tới khi anh thấy khỏe hẳn. Được, cố lên. Scooby, anh làm ơn nhấc bánh xe lên. Được thôi. Scooby, bỏ rác ở đâu vậy? Hả, em cứ để ở trước cửa. Em làm gì mà nhộn quá vậy? Khắp nơi đều đầy bụi bặm. Anh phải vệ sinh thân thể chứ. Nhộn quá đi, dừng lại đi mà. Lạnh quá vậy. Sao Scooby, anh thấy sao? Tuyệt vời, thoải mái lắm. Hôm nay cứ giao mọi việc cho tụi em. Anh thấy ấm lắm. Cảm ơn các em nhiều nha. Có gì đâu Scooby. Mau khỏe nha Scooby. Trời ơi, mình đói mèo luôn rồi. Mình cũng vậy. Dạ. Cũng may mình biết chứ. Hả? Nên mình có đem theo đồ ăn đây. Thất bại rồi. Các cậu có ngửi thấy mùi gì không? Cậu lại xì hơi nữa hả trốn đấy? Này, mình không có. Hả? Mùi này là cháy. Không mở cửa được. Scooby, làm ơn dậy đi.
Cháy rồi, cửa bị khóa rồi Scooby. Các em mau lên xe đi. Rồi thắt dây an toàn rồi giữ chặt lấy nó. Dạ được. Hả? Khói? Hình như ở chỗ của Scooby. Cẩn thận. Giờ nhờ cậu đưa bọn trẻ đến nơi an toàn. Mình hiểu rồi. Được rồi, dập lửa thôi. Giải quyết xong rồi đó. Biết chăm sóc cho người khác là tốt, nhưng phải cẩn thận khi sử dụng thiết bị điện. Khi các em cắm thiết bị, không nên cắm quá nhiều cùng một lúc. Phát quá nhiều điện sẽ làm cho ổ điện bị nóng lên, có thể dẫn đến hỏa hoạn. Ngoài ra, cắm dây lỏng quá cũng rất nguy hiểm. Khi phích cắm phát ra tia lửa điện thì cũng có thể dẫn đến các tình huống rủi ro gây hỏa hoạn. Cuối cùng, chúng ta cần phải đảm bảo dây điện trong nhà không bị bong ra và cũng không được để ổ cắm dính nước. Chập điện một chút cũng có thể gây ra hỏa hoạn. Các em đã hiểu chưa? Dạ, cảm ơn rồi. Xin lỗi Scooby, tụi em chỉ muốn giúp anh. Không sao đâu, các em đã giúp anh khỏe hơn rồi. Anh hết bệnh luôn rồi nè. Thật hả? May quá. Vậy là được rồi. Hình như cậu đã bị Scooby lây bệnh rồi đó. Ồ vậy sao? Vậy giờ đến lượt xin đi, đúng không? Xin đi, tụi mình sẽ chăm sóc cậu. Mình vẫn ổn, mình khỏe lắm. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim tuyệt đối không được quên tắt bếp ga. Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy? Hết lại đâu? Hôm nay chúng ta sẽ làm món mứt dâu, sau đó quết lên bánh mì. Tuyệt vời. Dâu nè, tuyệt vời. Thôi đi, dâu này dùng để làm mứt mà. Đừng giành nữa, em có nhiều rồi mà. Hai đứa đừng cãi nhau nữa, ngoan ngoãn ngồi đợi mứt dâu đi. Dạ. Mứt ngon quá. Mứt mứt. Mẹ ơi, con sắp chết gì đó rồi. Sắp xong rồi. Giờ thì đợi nó sôi lên là được. Mẹ, cho con nếm thử nha. Không được. Em sao vậy? Mứt này để ăn với bánh mì. Truyền thống là vậy mà. Lucy, ra ngoài phòng khách lấy bánh mì đi con. Dạ mẹ. Chuyện gì vậy? Mẹ ơi, nhìn kìa. Bánh mì của con. Lucy, mua thêm bánh mì là được rồi, đừng khóc con. Lucy, con muốn cầm giùm hay không? Không, con phải bảo vệ bánh mì thoát khỏi chó con. Biết đâu nó ăn hết mất ở nhà rồi. Ôi không. Mẹ ơi, coi chừng Bích đi ăn hết mất đó. Bình tĩnh đi Lucy, mất còn đang ở trên bếp mà, Bích đi không giới tới được đâu. Các con à, hình như mẹ quên tắt bếp mất tiêu rồi. Không tắt thì có vấn đề gì hả mẹ? Có thể mứt sẽ bị cháy và xảy ra hỏa hoạn nữa. Mứt bị cháy hết hả mẹ? Mứt bị cháy không sao hết, nhưng mà nhà của mình sẽ bị thiêu rụi. Chết chết chết. Làm chết chết. Táo của mình lăn xuống đường rồi. Mẹ ơi, nhanh lên. Được rồi, mẹ tới đây. Hay quá. Chị gì ơi, chị có làm sao không vậy? Tôi không sao, cảm ơn anh. Sao tới nhà rồi? Đi thôi, nhanh lên mẹ ơi. Các con à, cứ đi theo mẹ. Bên này cũng bị chặn mất tiêu rồi.
Mẹ ơi, nhà mình mà bị cháy thì Buddy có sao không nhờ mẹ? Buddy, cho mình xin lỗi vì đã la cậu. Không, không có chuyện đó đâu. Đi thôi mẹ. Đi, phải thử thôi. Đi thôi, chúng ta về nhà nhanh lên. Mẹ tuyệt vời quá mẹ. Cẩn thận Lucy. Lucy. Chúng ta sắp về tới rồi. Cố gắng thêm một chút nữa thôi. Peter. Có chuyện gì hả Peter? Giờ Buddy đang ở nhà một mình. Giờ cô thì không nhớ tắt bếp dưa nữa. Tới đó thôi. Buddy. Buddy. Chào, có chuyện gì vậy? Buddy. Cũng may là có Robert vào tắt bếp giùm, nếu không đã xảy ra chuyện lớn rồi. Xin lỗi rồi, lẽ ra cô phải cẩn thận hơn. Con sẽ chỉ cô vài mẹo hay để sử dụng bếp đúng cách. Lúc đang dùng bếp ga, tuyệt đối không được lơ là. Nồi nước có thể sôi và bắt đầu cháy. Nguyên liệu có thể bị tràn ra và dẫn tới rò rỉ ga. Với lại, trước khi sử dụng bếp ga thì phải thử xem có ngửi thấy mùi ga hay không. Nếu chúng ta vô tình bật bếp lúc ga đang bị rò rỉ, nó sẽ nổ. Nên làm ơn hãy kiểm tra kỹ. Đồng thời, lúc bật bếp ga phải kiểm tra lửa đã cháy chưa. Nếu chúng ta bật bếp khi lửa đang tắt thì ga sẽ bị rò rỉ. Cuối cùng, sau khi sử dụng thì phải khóa ga lại để giảm thiểu rủi ro cháy nổ. Nếu sợ quên công đoạn này thì có thể gắn chuông báo để nhắc nhở chúng ta mỗi ngày. Hiểu rồi, cảm ơn rồi. Mẹ ơi, tụi con ăn mứt được chứ? Được. Nhưng mứt đâu hết rồi ta? Anh để trên bàn đó. Ôi, bớt đi. Một phim Bully và những người bạn. Tập phim Ngắm pháo hoa trong an toàn. Các cậu, hay là đi xem siêu nhân rồng đi. Không phải luôn. Đi mà. Vậy thì chừng nào chứ? Hôm nay là ngày cuối rồi. Tới nhà của mình chơi không? Đi, đi chứ. Mình cũng đi. Hả? Vậy còn siêu nhân rồng thì sao? Hôm nay là sinh nhật của Cindy đó. Vậy thiệt hả? Hình như cậu muốn đi chỗ khác hơn. Mình phải mua quà sinh nhật cho cậu. Nó sẽ là món quà đặc biệt nhất trong cuộc đời của cậu luôn. Vậy sao? Được, mình thấy cũng hay đó. Mọi người nhớ tới nha. Peter, cậu định làm gì đây? Cậu đâu có quà gì đâu đúng không? Mình đã làm gì vậy? Không được, cũng không được luôn. Chắc là phải có cái gì làm quà được chứ. Nó đây rồi. Peter, anh dạ. Ruby, tìm được rồi. Em đây rồi. Ôi, của anh mà. Lucy, em phải đem Ruby tới một chỗ này. Ruby là bạn thân của Lucy. Nhưng mà anh cần nó không? Anh sẽ mua cho em một con khác cùng lại. Không, anh chẳng bao giờ giữ lời hứa. Kìa kìa, mẹ vô kìa. Hả? Sao trời Ruby? Em đi mét mẹ. Hả? Không. Trời ơi. Pháo hoa. Xong hết rồi. Mình về rồi. Chào cậu Roy. Cái gì vậy Chin? Đây là quà chúc mừng sinh nhật của Cindy. Em ấy mà mở ra chắc bất ngờ lắm cho coi. Chắc chắn Cindy sẽ thích nó. Hay là để mình đưa cho em ấy trên đường đi tuần luôn. Được hả? Vậy tốt quá. Cảm ơn Roy, nợ cậu một lần vậy. Chúc mừng sinh nhật Cindy. Cảm ơn mọi người. Quà của mình đây nè. Còn đây là quà của mình. Quà của mình nè. Cậu có thích không? Tuyệt quá có đúng không? Cảm ơn. Quá tuyệt vời luôn Jenny. Thôi nè, nó còn cử động được nữa. Quá. Đây là quà của cậu nói mình hả? Cho mình xem đi. Mình tìm đại ở trong gara thôi. Hả? Là pháo hoa. Sao? Pháo hoa. Thích quá. Peter, mình thích nó.
Mình nói rồi, món quà tuyệt vời nhất mẹ. Tụi con đốt thử được không? Mấy cái pháo hoa này đẹp như vậy cũng đáng để đốt lắm chứ. Giờ tất cả phải đứng ngồi lại. Mẹ, sao không được vậy? Mẹ nghĩ là nó bị hư rồi đó con à. Mau trái đi pháo hoa, làm nhiệm vụ. Đi thôi. Lửa bị tắt mất rồi. Hình như là tới nơi rồi. Có chuyện gì vậy? Nè, hình như là mấy đứa có bị làm sao không? Dạ không, dạ không sao, không sao. Anh tới đây. Mọi người, mau tìm chỗ trú đi. Cô ơi cô, trước khi muốn đốt pháo hoa, cô phải nhớ đọc kỹ hướng dẫn an toàn cũng như là ngày sản xuất. Pháo hoa cũ có thể kém chất lượng hơn và cháy chậm hơn những loại bình thường đó cô. Rồi, cô xin lỗi. Đáng lý là cô phải cẩn thận hơn. Hãy nghe lời con, cần phải nhớ pháo hoa rất nguy hiểm nên cần đọc kỹ hướng dẫn an toàn nha cô. Sau khi pháo hoa đã bắt cháy, phải đứng cách xa ít nhất là 10 mét để xem, không được cầm trên tay hoặc chỉ vào một người khác. Không được đốt pháo hoa trong nhà, gần những thứ dễ cháy hoặc ở khu vực có nhiều cây. Chỉ đốt pháo hoa ngoài trời và khi trời không có gió. Nếu chúng ta đốt quá nhiều pháo hoa cùng một lúc, khi nổ chúng sẽ gây hỏa hoạn. Đừng bao giờ làm như vậy. Và một điều cuối cùng, không được đụng vào pháo hoa khi không có người lớn. Hiểu rồi chứ? Dạ, tụi em hiểu rồi. Xin lỗi Cindy, thật ra mình quên hôm nay là sinh nhật của cậu. Rõ ràng là vậy. Nhưng cậu xông ra cứu mình cũng tốt lắm rồi. Bắt đầu bữa tiệc lại thôi. Peter, pháo hoa của cậu thổi bay khủng long rồi. Sao có chuyện đó được chứ? Mình xin lỗi. Quay lại đây Peter. Họ lại bắt đầu rồi. Một phim Bully và những người bạn. Tập phim Khoan chữa cháy gia đình. Ngày mới vui vẻ. Chào rồi. Con chào cô. Gì vậy? Hoàng sơ tán chữa cháy hay sao? Dạ phải, gia đình nào cũng làm được hết. Thực hiện khoan chữa cháy và hướng dẫn cho mọi người biết phải làm gì. Nếu làm tốt sẽ được cấp huy hiệu an toàn. Thích vậy. Cô tham khảo đi. Về rồi. Cái gì vậy? Ôi trời, như vậy là sao đây? Ôi không, bừa bộn quá đi. Không biết lỡ cháy thật thì tính sao đi. Cháy rồi. Không được, phải dọn dẹp đống lộn xộn này. Hả? Em yêu, em đã về rồi sao? Nè, anh coi. Hả? Khoan sơ tán chữa cháy trong gia đình. Wow, gì vậy ba? Bà thấy cũng thú vị đó, tham gia không con? Dạ, con muốn tham gia. Con cũng tham gia. Đồng ý hết đúng không? Tốt lắm, bắt đầu liền đi. Hả? Chúng ta sẽ cùng thực hiện chương trình này trong vòng một tuần lễ. Phải cố gắng hết sức để giữ an toàn trong trường hợp hỏa hoạn. Rõ chưa? Rõ. Rồi, mọi người nhìn vào sơ đồ này đi. Ai biết có bao nhiêu lối thoát hiểm trong nhà không? Con biết, con biết. Hả? Được rồi, tiếp theo. Không biết. Anh nghĩ cửa sau Lucy. Có ngay. Ba ơi. Con đừng lo, ba luôn ở đây để bảo vệ con. Được rồi mọi người, bài kiểm tra chuẩn bị bắt đầu.
Khi chuông báo cháy reng, mọi người có 3 phút để thoát ra khỏi nhà. Chuẩn bị, giao vị trí. Con khỏi, nằm xuống. Hai đứa không cần lo lắng, cứ làm theo chúng ta tập luyện là được rồi. Dạ. Để đó cho anh. Chạy ra lối thoát số 1 đi. Bác ơi, cửa trước đã bị cháy rồi. Không được, phương án 2, đường cửa sổ. Đường cửa sổ. Anh ơi, cửa sổ cũng cháy luôn rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình sẽ ra được thôi. Chỉ còn 30 giây nữa. Mẹ, còn cửa sau, phương án 3. Đúng rồi, cửa sau. Được rồi, ra ngoài mau. Dạ. Sarah. Còn 10 giây. Không được, em không ra kịp. Kệ em đi, chăm sóc cho con của mình. Em đừng nói dớ dẫn nữa, anh không bao giờ bỏ em lại đâu. Ba, hai, một. Xin chúc mừng mọi người, vừa kịp giờ luôn. Ba là số một. Của em đây. Mọi người đã phản ứng rất nhanh với tất cả các tình huống phát sinh. Khi gặp hỏa hoạn, mọi người sẽ hay lo lắng và quên các nguyên tắc an toàn. Chỉ cần 5 phút là hỏa hoạn có thể tăng lên ở mức nguy hiểm, nên phải luôn nhớ kế hoạch sơ tán của mình. Vẽ ra sơ đồ căn nhà và đánh dấu tất cả các lối thoát hiểm khẩn cấp. Mọi người nên chọn một nơi an toàn tập hợp sau khi sơ tán. Nên thực hành khoan sơ tán chữa cháy với gia đình 2 lần mỗi năm. Tốt nhất là thực hành cả buổi sáng và buổi tối. Vậy thì dù có quả quạng thật, mọi người cũng biết cách sơ tán ra ngoài. Cảm ơn rồi, em hiểu rồi. Cháy rồi. Cháy ở đâu? Khoan chữa cháy một lần nữa. Tôi đã nói là phải thực hành vào buổi tối nữa đó. Bắt đầu. Ý của tôi đâu phải như vậy đâu. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim Những khi sét đánh. Đây là hoàng đế tím, còn bên này là bướm hổ. Wow, nhìn tuyệt thật đó. Hấp dẫn vậy chứ. Mình thấy bướm chả có gì hay hết. Đúng đó, bọ cánh cứng tuyệt vời hơn những con bướm này. Sao? Dạ, hình này là cậu chụp hả? Đúng đó, Johnny lúc nào cũng nói những con bướm này rất tuyệt vời. Hả? Làm gì có, cậu đã nói là những con bướm. Wow, con màu xanh đẹp quá. Màu đẹp thật đó. Nhìn nó ở bên ngoài còn đẹp hơn nữa đó. Thật hả? Xin cậu... đi, mình sẽ bắt cho cậu. Thật không? Cậu sợ bọ lắm mà. Cậu dám bắt bướm sao? Thì sao? Chỉ có cậu mới không dám đi bắt bướm thôi. Cái gì? Mình thách cậu bắt được một con bướm xanh trước mình luôn đó. Được, không còn gì để mất. Các cậu kỳ lạ quá. Các cậu, có chuyện rồi. Hôm nay ở đây sẽ có một cơn bão lớn kèm với sấm chớp. Cậu chắc không? Mình thấy trời đang nắng mà. Haley, thỉnh thoảng không thể đoán trước được thời tiết đâu. Chúng ta phải chuẩn bị đề phòng liền để thị trấn không bị hư hại. Mình sẽ đi cảnh báo mọi người. Tuyệt, mình sẽ đi kiểm tra ngoại ô thị trấn. Được, mình lo khu trung tâm thành phố. Tốt lắm, cùng tiến hành thôi. Hiểu rồi. Đi bắt bướm dễ như ăn bánh thôi mà. Sao cũng được, mình sẽ bắt được con bướm trước cậu. Hả? Có bướm kìa. Tuyệt vời. Các cậu, đây là con bướm vàng. Wow. Mình chắc chắn là con bướm xanh ở đâu đó quanh đây. Họ vào đây làm gì vậy? Có thể nó trốn ở đây. Hả? Tới gần chút nữa đi. Tôi chạy đi, mau chạy đi.
không giống cho lắm. Sao? Chạy đi! Mình chạy tới nhất hết cơ mình mày. Còn mình thì đói mèo. Các cậu ơi, chúng ta có thể thử lại sao đi. Ờ, trời mưa rồi kìa. Nấp dưới cây kia trú mưa đi. Cột thu lôi của cậu hoạt động được rồi. Cảm ơn Roy. Nhưng khi bắt đầu có sấm chớp, cậu nên trú ẩn ở trong nhà và những khu vực an toàn. Tuyệt đối không được đứng dưới gốc cây. Tại sao? Nguy hiểm lắm hả? Đúng rồi, cây có nguy cơ bị sét đánh trúng rất cao, nên tốt nhất hãy tránh xa nó. Cậu nói vậy là mình thấy lo lắng thêm đó. Đúng rồi, rồi hồi nãy mình thấy tụi nhỏ kéo nhau vô rừng đó. Ôi không. Thời tiết chuyển biến tệ hơn thì tụi nhỏ có sao không? Nguy hiểm lắm. Mình không ngờ là trời lại mưa. Hả? Các cậu, có con bướm xanh kìa. Nó đó, để mình bắt nó. Các cậu, đợi mình. Coi chừng. Không sao chứ? Đi thôi, mau về nhà thôi, nhanh lên. Hồi nãy nguy hiểm quá, suýt chút nữa là có chuyện rồi. Cảm ơn rồi, anh tuyệt vời quá. Nghe nè, những lúc có bão thì các em phải ghi nhớ một số điều. Không được ra ngoài chơi nếu nghe thấy tiếng sấm hoặc nhìn thấy sấm sét. Nếu đang ở bên ngoài thì hãy tìm chỗ trú trong nhà hoặc trong xe hơi cũng được. Các tòa nhà và xe hơi có thể bảo vệ chúng ta tránh khỏi nguy cơ bị tia sét đánh trúng. Sét sẽ thường đánh ở những nơi cao hơn, nên những lúc có bão thì các em phải tránh xa những ngọn núi hoặc những vị trí cao hơn đồng bằng. Nếu các em đứng ở dưới gốc cây, các em sẽ bị thương vì cây cối có nguy cơ dễ bị sét đánh cao hơn. Nếu không có nhà hoặc xe hơi ở gần chỗ của các em, thì hãy đi đến một khu vực thoáng và bằng phẳng rồi núp xuống đỡ. Và cuối cùng, tuyệt đối không được cầm đồ có kim loại như là cầm dù và vợt bắt bướm trên tay. Kim loại có đặc tính dẫn điện, các em sẽ bị sét đánh. Vậy mà chúng ta lại đi núp dưới cây. Không chỉ có vậy đâu, chúng ta còn cầm vợt bắt bướm nữa. Hồi nãy nguy hiểm quá. Tốt, hiểu rồi đó. Ủa nhưng sao các em buồn quá vậy? Tụi em tới đây để bắt một con bướm xanh. Hả? Wow, bướm xanh kìa. Các cậu, chúng ở khắp mọi nơi. Thật hả? Yeah. Một phim Bully và những người bạn. Tập phim Ngọn lửa không thể nào dập tắt. Mình làm xong rồi nè. Cậu thì sao? Chờ chút, mình sắp xong rồi. Sạch sẽ rồi. Ủa, hai cậu bị sao vậy? Tại cậu hết đó. Vậy sao? Tại mình hả? Nói gì nói, mình đã dọn xong rồi. Vào đi. Tuyệt vời. Khoan đã, còn cái này nữa. Xong rồi. Ta-da! Đây là toàn bộ 7 tập của loạt truyện Super Dragon mới nhất đó. Tuyệt đó, nhưng mà Nintendo mới ra mới là thứ tuyệt vời nhất. Coi chừng nắm đấm của Super Dragon nha. Hả? Wow. Gì vậy Sạc? Cái này được gọi là đèn dầu. Nhìn cây đèn có vẻ cũ lắm rồi. Ừ, ông nội của mình sử dụng nó lâu lắm rồi. Cái gì nữa đây? Kính viễn vọng đó. Wow. Hả? Khoan đã, gì đây? Sở thích cá nhân của mình, một cái đài phát thanh. Hả? Hay lắm, mọi người đã dùng nó để liên lạc với nhau. Cậu có thể nói chuyện với những người khác trên toàn thế giới bằng cái đài này. Một ngày nào đó, mình muốn nói chuyện với người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh? Thử ngay bây giờ đi. Xin chào, người ngoài hành tinh, nghe mình nói gì không? Cái gì? Đây là trạm cứu hộ của thị trấn. Ôi chán quá, thì ra là trạm cứu hộ. Hey, có phải là Sạc gọi không? Là em đây, tụi em đã lập câu lạc bộ bí mật ở nhà Peter. Wow, câu lạc bộ sao? Dạ, anh chị ghé qua chơi với tụi em đi. Được đó. Xem ra chúng ta không thể từ chối lời mời này được rồi. Tất nhiên rồi. Người ngoài hành tinh nghe mình nói gì không? Xin chào, nghe mình nói gì không? Trời ơi, nó không hoạt động. Ủa, người ngoài hành tinh,
bụng mình kêu thành tiếng thôi mà. Mình cũng đói nữa. Vậy hả? Tới lúc phải mở kho đồ ăn dự trữ rồi. Kho dự trữ? Hả? Ừ. Tuyết trời. Hả? Đồ ăn giặt đâu hết rồi? Ủa? Peter, có tiếng gì vậy? Hả? Mình hả? Hả? Qua, người ngoài hành tinh. Nhưng mình đã tắt đài phát thanh lâu rồi mà. Chạy đi. Ra khỏi đây, tránh ra, tránh ra. Mình sẽ đi lấy nước. Chạy đi. Các con, trang túi đi. Peter. Chạy rồi. Hả? Có khói bốc lên từ nhà của Peter. Tới liền, có chuyện gì vậy? Rồi. Em đã cố gắng đổ nước để dập lửa đèn dầu, nhưng mà ngọn lửa còn bùng cháy to hơn nữa. Vậy sao? Hiểu rồi, đừng lo. Mấy em không sao là tốt rồi. Nghe nè, nếu lửa bùng cháy từ dầu hỏa thì không được đổ nước vào đó. Tại sao? Lửa từ dầu hỏa không thể dập tắt bằng nước được. Đổ nước vào dầu chỉ càng làm dầu lan ra và làm cho ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn thôi. Thay vào đó, hãy dùng cách này, các em sẽ sử dụng bình chữa cháy hoặc cát để dập tắt ngọn lửa hoàn toàn. Tình trạng này thường xảy ra khi chúng ta nấu ăn hoặc sử dụng lò sưởi ở trong nhà, nên các em phải đề phòng. Cô hiểu rồi, mình sẽ chú ý hơn. Cảm ơn Roy nha. Cảm ơn Roy, tụi em sẽ cẩn thận hơn. Chúng ta đã để rất nhiều thứ trong câu lạc bộ. Mình mất máy nên Fendo rồi. Lại phát thanh của mình nữa. Hả? Wow, hình như không thể nào. Wow, chắc là người ngoài hành tinh rồi. Chúng ta liên lạc được với họ rồi. Thành công. Thành công rồi. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim Đám cháy ở trong rừng. Chúng ta tới chưa? Một chút nữa thôi con. Một tiếng trước anh đã nói vậy rồi. Hả? Ba, có nhìn thấy không? Con ma đằng kia kìa. Ở đâu? Ôi mệt quá. Mẹ, xem gì nè. Không, mẹ không cần. Nào, cười lên. Cười. Hả? Nhìn kìa. Hả? Có cháy rừng ở đằng kia. Jin, đội cứu hộ xin nghe. Jin, có chuyện rồi. Đang có trận cháy rừng ở núi Vroom. Cháy rừng? Gì vậy hả Jin? Đang có cháy rừng ở núi Vroom. Gia đình Peter đang ở đó. Cậu phải huy động đội cứu hộ ngay lập tức. Đã rõ. Bình tĩnh và nghe theo chỉ dẫn của con được chứ? Một, ra khỏi đám cháy và đi tới những nơi có địa hình thấp. Gió làm đám cháy lan rộng nên chú hãy đi ngược hướng gió thổi. Cảm ơn Jin. Vậy hướng gió là đi hướng nào? Hướng nào là hướng gió thổi đây?
Nhưng mà giờ chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta có phải gặp nguy hiểm không? Đừng lo lắng các con, ba sẽ hướng dẫn và đưa chúng ta đến nơi an toàn mà, phải không ba yêu? Đúng vậy, sẽ ổn thôi, hãy tin ở ba. Hướng này, đi nào. Cơn gió khiến việc dập tắt ngọn lửa thật là khó khăn. Mình biết rồi, cố một chút nữa thôi. Này, Bác kia. Mình nghĩ là cậu cần giúp đỡ, may mắn mình có bố. Biết chơi. Nè Haley, tìm xem gia đình Peter ở đâu. Biết rồi. Ôi không, có hai con đường. Jean, một đường đã bị lửa thiêu cháy và một đường thì ổn, nên đi đường nào đây? Bây giờ hãy đi con đường vừa bị thiêu cháy. Con có chắc là đi đường đó không? Nếu nó đã bị cháy, ngọn lửa chắc chắn đã đi qua rồi, như vậy sẽ an toàn hơn. Chú hiểu rồi. Được rồi, đi hướng này. Mọi người có sao không? Ổn, bọn anh không sao. Jean, Jean. Điện thoại hư rồi. Vậy ba ơi, bây giờ mình phải làm gì đây? Peter, Lucy. Con nghe gì không? Haley. Hả? Dưới này. Họ đây rồi. Rồi, tìm thấy rồi. Tốt, đưa họ đến nơi an toàn. Hãy kết thúc nó nào. Thật may là không có ai bị thương. Nhờ có chú Robert gọi điện báo nhanh, hầu hết khu rừng mới được an toàn. Không cần cảm ơn đâu. Ba ơi, ba giỏi lắm luôn đó. Nếu chúng ta thấy một đám cháy rừng, gọi 911 và di chuyển đến nơi càng xa càng tốt. Đi tới nơi địa hình thấp, không nên lên trên cao. Gió sẽ làm lan rộng đám cháy, nên hãy đi ngược chiều hướng gió thổi. Nếu chúng ta đang ở trong đám cháy rừng, hãy nhớ đừng hoảng sợ, tới nơi đã bị đám cháy đi qua, hoặc nơi có ít cây, đường thoáng và những nơi có đá sỏi đều được. Nhưng hơn hết, phải nhớ luôn giữ bản thân thật bình tĩnh. Như vậy, chúng ta sẽ được cứu thoát. Hiểu rồi. Sao vậy con? Mẹ, nhưng con sóc ban nãy thì sao? Không sao đâu, mẹ chắc là nó đã tới được nơi an toàn rồi. Wow, nó kìa. Con sóc đã an toàn rồi kìa. Có thấy không Lucy? Đấy, tạm biệt gia đình sóc con. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim dừng lại, ngã xuống và lăn. Các em biết làm gì nếu như quần áo bị cháy rồi chứ? Dạ. Johnny, dậy nào, áo cậu bị cháy rồi. Dập nó đây, dập nó đây. Peter. Johnny, em nên làm gì khi quần áo bị cháy nào? Dạ em nó Johnny, trên kia. Đầu tiên không chạy, sau đó che miệng và mũi lại và nhảy xuống đất, cuối cùng lăn qua lăn lại. Hiểu chưa? Đừng quên nha Johnny. Em nhớ rõ rồi. Được rồi các em, kết thúc bài học hôm nay. Halloween vui vẻ. Dạ, cảm ơn chị. Wow Johnny, má cà rồng của cậu đẹp quá, sáng tạo thiệt. Bộ xương của cậu tuyệt thật. Vậy bây giờ bắt đầu nào. Được rồi. Cho kẹo hay bị kẹo? Ôi trời, Peter và Johnny, hai con quá trang tuyệt lắm. Cho kẹo hai con đây. Halloween vui vẻ. Wow, con cảm ơn. Halloween vui vẻ. Wow, cảm ơn. Cho kẹo hay bị kẹo? Haley, là em.
em Peter đây. Ôi chút nào, các em gặp anh sợ quá. Có thể cho em không? Halloween vui vẻ, Peter và Johnny. Wow, cảm ơn Polly. Haley, xin lỗi, anh vừa hết rồi. Nếu anh không có kẹo cho em thì anh sẽ bị kẹo. Ôi đừng làm vậy, kẹo của em đây. Trang phục này đẹp quá. Cho kẹo. Các con thật là hài hước. Kẹo các con đây. Chào. Có ai ở đó không? Nhìn nó kìa. Mấy đứa này dễ bị hù ghê đó. Nhưng nó lại có kỹ năng một ninja. Đừng nên đánh giá thấp mình trong việc lấy kẹo. Xem chừng mình có đủ kẹo ăn cho đến lễ tạ ơn rồi. Wow, ở đâu còn có vậy? Nhìn xem cây kẹo lớn quá đi. Rồi đang ở đằng kia đó. Đi lấy, mau lên. Hả? Johnny. Johnny, dừng lại. Dừng lại và không chạy. Sau đó nằm xuống đất và lăn qua lăn lại. Đúng rồi, dừng lại, ngã xuống đất và lăn. Johnny, em có sao không? Em không sao. Để chị xem nào, đứng yên đi. Em thật may mắn đó Johnny. Dạ, em thật sự rất sợ hãi. Khi quần áo em bị cháy, đừng để cho bản thân hoảng sợ. Nếu em chạy hay di chuyển, nó sẽ khiến ngọn lửa lớn hơn. Nhớ dùng tay che mặt lại để bảo vệ. Nhớ phải che mũi và miệng lại để tránh hít phải khói độc vào trong phổi. Sau đó, ngã xuống mặt đất và lăn qua lăn lại để dập lửa. Quần áo bị cháy có thể dính vào da, nên phải cẩn thận khi lấy nó ra. Nếu xảy ra cháy, hãy nhờ người lớn giúp đỡ. Dạ, tụi em biết rồi. Thật không? Vậy em làm gì khi quần áo mình bị cháy nào? Dừng lại, sau đó ngã xuống và lăn. Tốt lắm, đây là phần thưởng cho hai em vì đã nhớ bài. Wow, cây kẹo lớn quá. Cảm ơn rồi. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim không được di chuyển bình xịt chữa cháy. Sao? Thật hả? Ừ, mình không biết nhảy thật. Mình tiêu rồi. Vì mình, chúng ta sẽ hạng chót trong cuộc thi. Vậy giờ sao? Mình thật không biết là cậu không biết nhảy. Đừng buồn về chuyện đó, mình sẽ giúp cậu mà. Thôi nào Johnny, mình cá Cindy sẽ muốn cổ máy nhảy quyền thoại của Food Room là mình dạy hơn đó. Cái gì? Nếu cậu là cổ máy nhảy thì mình sẽ là vua nhảy. Cậu muốn đấu với nhau không? Ai sợ ai? Không tệ đó Johnny. Mình biết, cậu cũng không tệ. Nè, xem mình biểu diễn. Xem đây. Cindy, mình cũng nhảy không giỏi, nhưng hai cậu ấy có thể giúp nhảy tốt hơn đó. Thật sao? Vậy nhóm mình sẽ không đứng chót nữa rồi. Không cần đâu, mình sẽ hạng nhất. Hạng nhất, thật sao? Làm tốt lắm. Làm được rồi. Cuộc thi nhảy đặt một cái ở đây nữa.
Trang bị đầy đủ các bình chữa cháy là việc quan trọng, để khi dùng ta biết cần lấy nó ở đâu. Được rồi, cảm ơn Roy đã giúp đỡ lắp đặt nó nha. Đương nhiên, tôi chắc nó sẽ là một cuộc thi thú vị. Bọn trẻ đã luyện tập rất chăm chỉ, cậu nên đến xem chứ. Oh, tôi sẽ đến. Mình không thể nhìn thấy đường đấy. Sao lại để bình chữa cháy ngay chỗ này chứ? Hay lắm, mình nghĩ không ổn rồi. Nè các cậu, Peter, tiếp theo đến bọn mình đó. Nghe nè, mình có mang vũ khí bí mật đó. Hãy xem đây. Vũ khí bí mật. Cái gì đó? Và bây giờ đội tiếp theo, hãy mời nhóm Cindy và những chàng trai thị trấn Broome. Thôi nào Cindy, chúng ta sẽ thắng cho mà coi. Này, cậu sẽ ổn thôi, cứ để bọn mình. Bộ đồ không thoải mái chút nào. Chuẩn bị nào. Mình không thích chút nào. Giờ cậu tính mình chứ? Sẵn sàng chưa Cindy? Ừ, cùng làm nào. Cẩn thận. Được rồi, mọi người mau xuống sân khấu đi. Dạ. Bình chữa cháy để ở chỗ đó là có lý do cả. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó. Thật sự xin lỗi Roy, suýt nữa tôi đã gây ra một tai nạn lớn rồi. Em còn không biết có bình xịt đó nữa mà. Em cũng vậy. Vậy mọi người hãy nghe đây, bình xịt chữa cháy sẽ có công dụng như một vòi nước xịt chữa cháy. Chúng ta cần phải đảm bảo bình xịt để ở nơi dễ nhìn thấy và dễ lấy, tránh để nó ở những nơi có ánh nắng trực tiếp và nơi ẩm mốc. Thường xuyên kiểm tra bình xịt để tránh việc hư hại và bị mòn. Kiểm tra độ rung của bình mỗi tháng để chất bên trong không bị đông cứng. Dạ, cảm ơn rồi. Xin đi, dành lời khen cho buổi biểu diễn tối nay. Đúng rồi, cậu đã biểu diễn rất tuyệt đó. Cảm ơn các cậu, bọn mình đã luyện tập chăm chỉ mà giờ nó kết thúc rồi. Cô không biết nữa Cindy, sao con không quay lại xem? Hả? Diễn thêm nữa. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim Thiết bị giúp bảo vệ an toàn. Chin. Ồ, Chin để quạt chạy khi không ai xài sao? Ôi nóng quá đi. Ồ, chào Roy. Chin, cậu để quạt mở vậy nó có thể sẽ bị chập điện và dẫn đến cháy đó. Không sao đâu, mình ít khi để nó chạy lâu như vậy. Ôi, nóng quá à. Cậu có sao không? Nó bắt đầu nóng máy rồi, cậu phải tắt nó đi ngay. Ồ, được rồi Roy. Đỡ nè. Được rồi. Cậu không để nó bay tới phải không? Không được chơi bóng nước đâu nha. Cậu bị ướt hết rồi. Cậu đứng lại. Ê, chào Dusty. Chào Cindy. Chào cái này phải không? Cuối cùng cũng có. Anh biết là em đang đợi cuốn sách này mà, nên anh mang đến cho em đó. Mong là em sẽ thích nó. Tạm biệt Bosty. Mau lên, lại đi. Bắn mình đi. Cậu không thể chơi trốn như vậy được.
mình rất xin lỗi về cung sát. Biết rồi, tụi mình có thể tìm cách sấy khô xác. Cậu làm hả? Ừ, đương nhiên rồi. Đúng rồi, bọn mình đảm bảo nó sẽ như mới trở lại. Đưa nó đây, cậu làm cho khô đó. Johnny, chúng mình làm sao để nó khô bây giờ đây? Ai biết. Dùng máy giặt được không ha? Sao, dùng cái xoay hả? Để mình nghĩ thử. Được đó, làm vậy đi. Cái này không được rồi. Hay là xài máy nướng bánh đi, máy nóng sẽ làm khô sách đó. Đúng rồi, Peter, cậu là người thông minh nhất mình biết. Còn phải nói nữa hả? Mùi nướng thơm quá. Giờ mình chỉ muốn được ăn bánh nướng thôi. Peter, nhìn bị cháy rồi. Nước. Giờ phải làm sao đây? Cindy sẽ tới lấy lại cuốn sách đó. Có cách rồi. Cái máy sấy này sẽ làm khô cuốn sách nhanh thôi. Yeah, sao mình không nghĩ ra sớm chứ? Johnny, xong chưa vậy? Mình muốn về nhà. Mình nghĩ sắp được rồi. Hả? Chuyện gì vậy? Được rồi. Ha. Ta sẽ ăn nhà ngươi. Khoan đã. Peter, đây là kem của mình mà. Sao mình không ăn được? Mình tới rồi. Cháy rồi, mau dập đi, mau dập lửa đi. Cháy rồi. Hả? Đám khói từ nhà của Johnny bay ra. Các em có sao không vậy? Hãy ở ngoài đấy. Các em có sao không? Chúng em không sao, nhờ có anh đó. Nghe nè, các em không thể để các thiết bị điện như vậy được. Các vật dụng trong nhà có thể nóng quá mà gây ra đám cháy. Cho nên ngay sau khi em rời khỏi phòng, phải chắc chắn nó đã được tắt. Còn phải chắc rằng không được để những vật dụng dễ cháy gần công tắc điện hay mùng mền. Và sau cùng, chỉ sử dụng thiết bị điện khi có nhu cầu cần thiết. Dạ được, tụi em biết rồi. Khoan đã, cuốn sách mình bị gì rồi? Hai cậu nên cầu cho nó không bị sao đi. Thôi nào Cindy, cậu phải tin mình có thể giải quyết mọi việc chứ. Làm khô rồi. Nó không ướt, của cậu đây. Cuốn sách bị gì vậy? Đã xảy ra nhiều chuyện. Bọn mình sẽ kể nó cho cậu nghe sao. Cậu giỡn hả? Xin lỗi. Một phim Bully và những người bạn. Tập phim An toàn khi sử dụng lò vi sóng. Sao thở dài vậy con? Có chuyện gì? Ba ơi, con thấy buồn thay cho bạn con. Có một bạn gái mà người bạn con rất thích, nhưng bạn ấy khá chắc bạn gái ấy không thích mình. Con đang nói là bạn con. Dạ đương nhiên. Johnny, con nên biết bạn gái thường thích con trai ngọt ngào như cái kem này vậy đó. Kem ngon lắm. Khoan đã, Jin. Chào Roy, chuyện gì vậy? Jin, cậu không nên để kim loại vào lò vi sóng, nó sẽ gây cháy. Sao mình lại quên vậy? Mình thường hay dùng lò vi sóng, nên lần sau mình phải cẩn thận hơn. Jin, cậu nói xong món đó chưa? Hả? Haley, đứng. Sao vậy? Nếu cậu để kim loại vào lò vi sóng, nó sẽ gây cháy. Thật hả? Haley, ai cũng biết điều đó. Nè, cậu thấy đậu không vậy? Mình nghĩ đậu rồi, nhưng phải kiểm tra lại đã. Giờ mình chỉ nghĩ đến món kem đá bào thôi. Hả? Johnny, mình thích ăn kem. Nó ngon lắm, mình biết cách làm món đó. Tuyệt vời.
Cindy, đi với mình sẽ làm món đó cho cậu ăn. Cậu muốn ăn vị sô-cô-la hay vị dâu? Để xem. Sô-cô-la. Mình cũng vậy. Cái gì? Mình đâu có mời hai cậu. Cậu nói sẽ làm món đá bào mà. Nhưng không cho cậu. Thôi nào các cậu, sao các cậu cứ mãi cãi nhau hoài vậy? Mình thích ăn vị dâu. Chọn tốt. Đi nào, đá bào cho mọi người. Được rồi. Được thôi. Chào chú. Chào các con. Ta-da. Wow. Tuyệt vời. Dừng tay. Cái này cho món đá bào. Sạc và mình sẽ đi chơi game trước. Gọi mình khi làm xong. Đi nào Sạc. Đợi với. Sao các cậu không thể ngồi làm chung với nhau? Hả? Johnny. Hả? Cậu làm gì với nó vậy? Đây là kem. Để làm món đá bào ngon cần phải có món kem này. Cậu làm được không? Hay để mình cầm lên như vậy giúp cậu? Sắp xong rồi. Đây là mơ sao? Hả? Johnny. Có con rồi thôi. Johnny, cậu có gì để ăn không vậy? Cậu tìm tủ lạnh xem có gì để ăn không. Có pizza. Mình có nên làm nóng lại không? Để mình đi lấy cái dĩa. Nhìn ngon quá. Nhìn nó ngon như trong tạp chí vậy. Sao cậu cười vậy? Cậu bị dính kem lên mặt kìa. Hả? Ở đâu? Không, để mình lau giúp cậu. Chạy ra khỏi đây đi, mau lên. Nhanh lên mấy đứa. Món kem của mình. Để đi Johnny. Món kem của mình. Con hỡi bay ra từ nhà của Johnny. Mọi người chờ ở đây để tôi giải quyết. Được rồi, đám cháy tắt rồi. Cảm ơn rồi. Nghe nè, để anh nói chút về an toàn khi sử dụng lò vi sóng. Điều thứ nhất, không được bỏ vật có chất liệu kim loại vào lò vi sóng. Lò vi sóng có thể gây cháy nếu tiếp xúc với kim loại. Tiếp theo, chúng ta cần phải đâm lỗ hoặc cắt lát thức ăn trước khi để vào lò vi sóng. Khi hơi nước thức ăn không thể thoát ra, thức ăn có thể bị nổ tung. Và cuối cùng, chỉ nên đóng hờ nắp hộp hoặc nồi để tránh tình trạng cháy nổ. Các em hiểu chưa nào? Dạ, chúng em hiểu rồi. Món kem của mình, Cindy và mình đã tốn bao công sức. Nhưng bọn mình đã làm rất vui mà. Bọn mình có thể làm lại. Được không? Cậu nói đúng. Nếu như vậy tuyệt quá. Được rồi. Cậu đừng quên là mình thích ăn sô-cô-la đó. Biết đó. Cậu không bao giờ được qua nhà mình nữa. Mình biết rồi. Chỉ có con gái mới được ăn kem thôi chứ gì. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim Peter làm lính cứu hỏa trong một ngày. Các em nhìn nè, em kéo chút an toàn ra, hướng dò nước về hướng nam cháy và bóp đòn bẩy để phun nước. Giờ thử nào. Cái chốt không chịu ra. Peter, chúc mừng em đã trở thành lính cứu hỏa. Quá tuyệt vời. Trông anh như là một lính cứu hỏa. Ba tự hào về con trai. Mẹ sẽ tìm một nơi tốt để đặt bình chữa cháy này. Đừng tìm mẹ ơi, nơi an toàn trong nhà chính là trong tay của con đây. Con nói đúng, để cho con tự tìm cách đi em. Ôi cháy rồi. Ôi con. Mọi người an toàn. Có thấy con giống một lính cứu hỏa không? Giống. Peter, con đã làm rất tốt đó. Anh mình là tuyệt nhất.
Ồ, khoan nào bớt đi, lôi lại, nguy hiểm đó. An toàn rồi. Hả? Đó là Peter. Ôi trời, con có tưởng là cháy chứ. Ôi trời, con làm mẹ sợ quá. Hả? Áo của mình cháy rồi. Hả? Cái gì vậy? Lẽ nào ba ơi, con ở đây nè, để con. Peter, không có cháy đâu. Hay à. Ôi, món thịt nướng thơm quá. Anh yêu, món thịt xong chưa? Thịt sắp chín rồi. Hả? Có cháy. Cháy. Xem đi xíu. Peter, con làm gì vậy? Con vừa dập ngọn lửa nè. Peter làm hư món thịt nướng của con rồi. Peter, ngọn lửa lúc nãy không hề nguy hiểm, chỉ chút mỡ tiếp xúc với than thôi. Đúng vậy đó, là chuyện bình thường khi con nướng thức ăn thôi mà. Mẹ, chính những suy nghĩ không sao này sẽ dẫn tới một đám cháy nguy hiểm lắm đó. Và đây cũng là lần cuối cùng. Ba sẽ giữ nó. Peter. Ba, không. Hả? Nó phải ở đâu đó quanh đây. Ồ, thấy rồi. Ha ha. Ai da. Cái gì vậy bớt đi? Hả? Trái. Trái rồi. Sao cái bình không dùng được vậy nè? Bớt đi, có chuyện gì vậy? Ba. Peter. Gì vậy Jean? Thôi, cậu hãy chạy tới nhà Peter nhanh lên. Đã có đám cháy ở gara đó. Mình biết rồi. Rồi. Có ai bị thương không? Không, mọi người không sao. Để con xem ngọn lửa, mọi người tìm chỗ nào an toàn trú trước đi. Được rồi. Cảm ơn rồi. Ngọn lửa đó có thể thiêu rụi căn nhà. Xin lỗi mọi người, nhưng bình chữa cháy này không sử dụng được. Peter, em cho anh xem cái bình được không? Dạ được rồi. Nói anh nghe nào, em vẫn luôn sử dụng hả? Em luôn dùng khi tưởng có cháy. Peter, bình chữa cháy thông thường không thể xài nhiều lần được. Khi bình chữa cháy xài nhiều lần, ga bên trong sẽ cạn và áp suất sẽ giảm, nên sẽ không phun ra được gì. Em phải kiểm tra bình chữa cháy thường xuyên để xem nó có đủ áp suất hay không. Cách tốt nhất là đặt bình chữa cháy ở cạnh lối thoát hiểm để dễ tìm thấy. Để sử dụng được bình chữa cháy, phải kéo chốt an toàn, đứng ngược chiều hướng gió và hướng thẳng vòi nước vào đám cháy. Sau đó bóp tay cầm để dập tắt ngọn lửa. Peter, em rất dũng cảm khi cố gắng xài bình chữa cháy để dập lửa, nhưng đi tránh ngọn lửa mới là cách em nên làm. Anh nói đúng rồi. Vui nào Peter, con đã cố gắng để bảo vệ gia đình an toàn. Dạ, đúng vậy. Được rồi. Bây giờ đổi cái bình cũ cho anh để lấy bình mới nè. Tuyệt, bình chữa cháy mới. Và nó sẽ phải được giữ cẩn thận. Con hứa lần này sẽ không làm bậy nữa đâu. Cho con cầm đi mà. Không được. Một phim Bully và những người bạn. Tập phim hét lên cháy. Nhìn kỹ nè. Wow, sao hay quá vậy Johnny, cậu là tuyệt nhất. Nó chỉ là trò trẻ con thôi, làm ơn đi. Cậu nói gì? Giờ hãy xem mình biểu diễn đây. Dạ, ta-da. Tuyệt quá Peter. Và đó được gọi là ảo thuật thật sự. Các cậu, hãy xem nè, Spooky có show biểu diễn ảo thuật. Wow, mình cũng muốn xem. Nhìn có vẻ hấp dẫn quá. Mình cũng muốn coi nữa. Đây, Spooky đã xong hết cả rồi. Cảm ơn Roy nha, mình cảm thấy ổn rồi. Nghe nè, chỉ một lỗi nhỏ có thể dẫn tới đám cháy lớn đó. Cho nên khi xong việc cậu phải nên cẩn thận. Được rồi, gặp lại cậu sau nha. Chào Roy.
Spooky. Ồ, Peter, có chuyện gì vậy? Spooky, cho em làm trợ lý nha. Em không được, nhưng ảo thuật không dành cho mọi người. Spooky, nhìn nè. Ủa? Hả? Thấy sao hả? Tốt, phải không? Wow. Nhưng vẫn không được. Em xin anh đó Spooky. Em muốn học làm phép thuật với lửa hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này. Đúng là trò đó tuyệt thật. Đúng rồi, đó là trò ảo thuật tuyệt nhất trong thành phố. À không, là trên toàn thế giới. Được rồi, vậy để anh nghĩ xem có một trợ lý cũng không phải là việc xấu. Ồ, cảm ơn Spooky. Chắc sẽ tuyệt lắm. Mình mong chờ quá. Wow. Ôi, anh thật không thể tin được. Hôm nay biết bao nhiêu người đến coi anh diễn. Anh hạnh phúc quá đi. Chúng ta đã luyện tập rất chăm chỉ. Bây giờ hãy ra đó và biểu diễn đi nào. Mọi người sẽ rất bất ngờ khi thấy mình ở trên sân khấu. Chào quý bà và quý ông. Chào mừng mọi người đã đến để xem biểu diễn ngày hôm nay. Tuyệt quá. Và nhân vật chính Spooky. Chào mọi người, chào mừng đến với thế giới Spooky ảo thuật. Dạ. Bây giờ, tiết mục mọi người đều mong chờ màn trình diễn của ảo thuật với lửa của Spooky. Spooky, chúc may mắn. Hay lắm, hay thiệt. Cháy rồi. Cháy rồi. Chạy đi Spooky, tránh ra. Peter, em làm tốt lắm. Vì em đã biết la lên khi thấy cháy, mọi người mới kịp sơ tán. Không có gì đâu. Nghe nè, đây là một số cách để làm khi có cháy xảy ra. Nếu xảy ra cháy, hãy la lớn lên cho mọi người nhận biết về mối nguy hiểm. Sau đó, chúng ta nên đi tìm và bấm chuông báo cháy nhanh nhất có thể. Nếu chúng ta không tìm thấy chuông, hãy la lớn lên để mọi người biết được nguy hiểm. Và sau cùng, nếu ta ở trong nhà, hãy ném vật ra cửa sổ hoặc vẫy quần áo để người khác biết mình đang ở đó. Khi mọi người biết được ai đang gặp nguy hiểm, họ mới cứu được. Tụi em sẽ ghi nhớ rồi. Hả? Chúng ta đã luyện tập nó rất chăm chỉ để đem đến màn biểu diễn tuyệt vời nhất. Spooky, em biết anh rất buồn. Đó là buổi biểu diễn lớn nhất trong cuộc đời của anh mà. Spooky, vui lên nào. Em nghĩ buổi biểu diễn đó rất là tuyệt. Đúng vậy, nên anh không nên buồn về nó. Nào, đoán xem. Bam, đây là trò ảo thuật lớn nhất chưa từng có của Spooky. Diễn ra vào ngày mai, hãy nói cho mọi người biết nha. Hả? Buổi biểu diễn lớn nhất chưa từng có hả? Không thể nào được. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim Không bao giờ được chơi với lửa. Các em, ở phía bên kia là bắp cải. Còn đây là rau xà lách. Cuối cùng là rau chân vịt. Wow, nhìn bên kia kìa. Các cậu ấy làm gì vậy? Dạ, nếu mình làm vậy. Cậu làm gì vậy? Là mình hết hồn. Sạc, đến xem cái này nè. Peter đang tạo lửa với kính hiển vi của cậu ấy. Hả? Peter, cậu không nên chơi đùa với lửa đâu. Cái này không phải là chơi đâu. Đây là thí nghiệm khoa học về việc khai thác năng lượng mặt trời. Sếp, được nè. Wow. Lửa có lớn quá hay không vậy? Được rồi, các con tập hợp nào.
Rồi đi nào. Tạm biệt các em, quay lại sớm nha. Cái đèn nó bị sao vậy? Cháy rồi. Có biết gì không? Nhà Trắc Kia bị cháy hôm qua đó. Thật hả? Ôi trời, sao bị vậy? Họ phải gọi cho đội cứu hộ đến dập lửa giúp. Đám cháy khá lớn. Cậu có nghĩ đám cháy đó do tụi mình gây ra không? Kỳ lạ thật, nhưng bọn mình đã dập tắt rồi mà. Nghe nè các cậu, bọn mình phải kể sự thật cho cô biết về đám cháy đó. Hả? Xả cậu đùa hả? Nếu mình nói cô biết, vậy gia đình bọn mình đều sẽ biết hết. Và họ sẽ nói cho đội cứu hộ. Và tụi mình sẽ bị vô tù hết á. Ôi không, tù. Mình không thể vô tù được. Nên toàn bộ việc mình làm ở nhà Trucky sẽ là bí mật không được kể cho ai hết, nhớ chưa? Nhưng Rini cậu biết chưa? Nhà Trucky hôm qua bị cháy lớn lắm. Nhà Trucky bị thương đó. Thật sao? Cậu ấy bị thương nặng không? Cậu ấy đang bị bó bột nằm ở trên giường bệnh. Mình xin lỗi, nhưng mình phải thú nhận về việc mình là. Không được, cậu hứa là không được kể, có nhớ không vậy? Mình giống Johnny, Trucky bị thương cũng bởi tụi mình mà ra. Nè, đừng kể mà. Vậy giao kèo, không ai được kể hết nha chưa? Con về rồi. Chào Peter. Con biết hay không, hôm qua nhà của Trucky bị cháy đó. Dạ mẹ, con mệt, con lên lầu nghỉ đây. Hôm nay con bị làm sao vậy ta? Peter, anh làm rớt trên sàn kìa. Đưa nó đây. Peter, mình rất thất vọng khi biết cậu gây ra đám cháy. Cindy, mình không có. Chính anh đã làm nhà Trucky bị cháy. Không ngờ con trai ba là như vậy. Ba, mẹ, không phải như vậy đâu mà. Peter. Cindy, dạ. Sao các cậu lại ở đây vậy? Peter, sao em lại đối xử với anh như vậy? Em hãy nhìn xem. Em xin lỗi, đừng là lỗi của em. Các em muốn kể chuyện gì đi? Bọn em đã chơi với lửa nhưng không có ý xấu. Đám cháy đó là do bọn em. Vì bọn em mà Trucky đã bị thương. Bọn em không biết sự việc sẽ thành như vậy. Em rất xin lỗi. Bọn em rất xin lỗi. Jean, mời cậu ăn trái cây. Trucky có sao không? Các em, đám cháy ở nhà Trucky là do bị chập điện nhỏ thôi. Dạ, anh chỉ bị phỏng ở tay có một chút thôi. Bọn em mừng là anh đã không bị thương nặng đó Trucky. Khoan đã, vậy rốt cuộc các em đã làm gì ở nhà của Trucky vậy? Các em, chơi với lửa là một việc rất nguy hiểm. Em không nên chơi với nó nữa. Các em không bao giờ được chơi với diêm, bật lửa, đèn cầy hay kính hiển vi. Chỉ vì chúng ta ham vui, nó sẽ dẫn tới đám cháy lớn đó. Những thứ như nhựa, giấy vệ sinh hay cây đều là những vật dễ cháy. Nên phải cẩn thận vì đám cháy nhỏ sẽ thành đám cháy lớn. Và nếu đám cháy xảy ra, phải luôn luôn ghi nhớ. Không nên sợ khi gặp phải rắc rối, mà phải gọi ngay cho 911. Rồi, nó sẽ không xảy ra nữa đâu. Chị thấy được các em đã hối lỗi, không sao đâu. Nhưng các em vẫn sẽ bị phạt, phải viết lá thư xin lỗi dài 10 trang. Nhưng bọn em đã xin lỗi rồi. Một phim Bully và những người bạn. Tập phim Không bao giờ trốn khi có cháy. Con không hề biết đến căn phòng này. Và nó kế phòng con. Nó cũng kế phòng anh, thật tuyệt vời. Con có thể dùng căn phòng này khi nào con muốn. Thật hả? Yahoo! Nó sẽ là căn phòng dành cho công chúa. Không được, anh phải để tất cả đồ chơi của anh ở trong đó. Không, đây là căn phòng dành cho công chúa. Được, giờ quản tù xì quyết định đi. Được rồi, quản tù xì chọn ra.
ra cái đúng. Anh thắng rồi. Anh ăn gian. Anh thấy em ra kéo trước khi anh ra bước. Xin lỗi, anh không chấp nhận vì anh bận sắp xếp phòng đồ chơi rồi. Em đưa Betty đến bác sĩ thú y, nên anh nấu bữa tối cho cả nhà nha. Và anh cố đừng để gây cháy thứ gì nữa. Em đừng lo lắng quá mà, lần này anh sẽ làm ổn thỏa mọi việc. Con về rồi. Em dọn cho anh hả? Anh nghĩ sao nào, tuyệt vời phải không? Lucy, em không nhớ đây là phòng của anh hay sao? Dọn vậy làm sao? Anh quên hôm qua là anh ăn gian sao? Nên đó không phải là phòng của anh. Em mau mở cửa ra cho anh đây. Thôi được rồi. Lucy, còn một cánh cửa khác nữa. Thôi nào. Xin lỗi, nhưng anh không vào được đâu. Dù sao em cũng phải ra ngoài chứ. Em sẽ ở trong này suốt quãng đời còn lại, vậy nha. Lucy, con gấu này, mở cửa, không anh sẽ phá nó. Vậy con này thì sao? Giờ anh bỏ con gấu của em xuống. Hả? Không, anh xin em nó, đừng có làm đau Super Dragon. Vậy để con gấu của em về lại chỗ cũ mau. Anh làm nó đây. Mình làm được mà. Mình làm được mà. Lucy, món em thích nhất với vỏ bánh dày thêm phô mai. Thơm quá. Hả? Nhưng em không có đói. Cơ hội đây. Lại thua nữa rồi. Không được lấy nó. Cảm ơn về bữa ăn nha Peter. Ruby, đây là chỗ mày. Mày thích căn phòng này không? Có đẹp không? Em không phải công chúa. Hả? Gái. Lucy, ra khỏi phòng mau lên. Có cố gắng đó nhưng em sẽ không dễ mất lừa đâu. Anh nói với em hoài. Anh không có gạt đâu. Đây là sự thật đó. Em mau ra ngoài đi. Hả? Hả? Lucy. Em sợ. Nào để anh nghĩ thử. Hả? Lucy, là Ruby đây. Ruby? Đúng vậy. Lucy, bên trong đang rất nguy hiểm nên bạn phải ra ngoài. Chúng mình cùng đi ra ngoài đi. Nhưng mà mình sợ lắm. Đừng sợ nữa, có mình ở đây với bạn rồi. Nắm tay mình đi. Được rồi. Lucy, Peter. Chúng ta ra ngoài nào em. Hả? Các con đã đói bụng chưa? Ăn được rồi đó, ba chỉ còn nướng con cá này nữa là xong thôi. Hả? Mau, mọi người mau ra ngoài đi. Có chuyện gì vậy? Có ai đó báo là ở đây xảy ra đám cháy mà. Chú thật xin lỗi vì để mọi người hiểu lầm. Ôi ba ơi, con đã nghĩ là nhà mình bị cháy đó. Con đã rất sợ nên đã chạy trốn vào góc. Lucy, hãy nhớ là khi có cháy em tuyệt đối không được trốn. Nếu em trốn vào trong tủ quần áo, xuống dưới bàn hay ở những nơi khác khi xảy ra cháy, em sẽ bị mắc kẹt và bị thương. Nếu xảy ra đám cháy, chúng ta cần phải chạy ra ngoài. Và trước khi em mở cửa, luôn kiểm tra xem tay cầm có nóng hay không. Nếu nó nóng thì chắc chắn đám cháy xảy ra ở bên kia cánh cửa. Thay vào đó chúng ta mở cửa sổ và cầu cứu. Các em hiểu chưa? Dạ. Peter, Ruby muốn cảm ơn anh vì đã cứu lấy bạn ấy. Nếu Ruby muốn tặng anh quà để cảm ơn, vậy căn phòng đó là của anh rồi. Cái gì? Không được. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim kiểm tra lại để xem đã dập tắt lửa chưa. Con mệt quá. Hả? Wow, tuyệt vời. Có phải cậu đã mua cái lều mới?
Đúng vậy, là mẫu ra mới nhất và cũng là dòng mắt tiền nhất đó. Lắp đặt tự động và mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Wow. Johnny, là gì vậy? À, đây là cái võng đó. Cậu cột nó vào giữa hai cái cây, nó sẽ thành cái vườn. Để chú làm cho coi nè. Rồi, chào cậu. Chào cậu Kem. Đi cắm trại hả? Với thời tiết đẹp như thế này, sao mình lại chọn ở nhà chứ? Cậu nhìn xem, cảnh vật xung quanh thật là tươi đẹp. Vậy chúc cậu cắm trại vui vẻ nha. Cảm ơn cậu. Mình phải nhớ kiểm tra chỗ cắm trại vào tối nay. Ôi bà. Hả? Sao bà chưa câu được con nào vậy? Con phải từ từ, câu cá đòi hỏi sự kiên nhẫn. Bà có chắc là có cá ở dưới không? Cá sẽ không lại gần nếu nghe tiếng của con. Hả? Ba, cần câu nhúc nhích kìa. Ôi chà, cắn rồi. Ôi, nặng ngủ rồi. Cá này chắc bự lắm nè. Kéo lên nào. Để coi. Peter, con cứ ngồi xem ba biểu diễn để biết thế nào mới gọi là câu cá nha. Ba đã nói gần chục lần rồi đó. Hả? Giúp tôi với. Đợi đã. Cố lên, ba sẽ làm được mà. Ba, bắt nó đi. Ba. Wow, con cá bự quá. Cá thơm quá. Ba, con muốn ăn nó ngay bây giờ. Giờ được nấu chín rồi, thử xem. Wow, con cảm ơn ba. Ngon thiệt quá. Đúng rồi, hết sảy luôn. Phải, chính chú là người đã bắt nó mà. Cô gái đang đi bộ một mình và nghe thấy tiếng động. Sau đó tên quái vật xuất hiện. Cái đằng kia là sao bắt đầu. Trước đây á, mấy thủy thủ dùng nó để xem hướng biển. Còn cái kia là để tụi nhỏ ngủ đi. Còn việc dọn dẹp lửa trại cứ để tôi. Tụi nhỏ đã chơi rất vui. Trông ổn rồi, bây giờ kiểm tra chỗ khác. Mắt vệ sinh, mắt vệ sinh. Cháy, cái lều bị cháy rồi kìa. Cái gì? Johnny. Hả? Hình như có cháy. Johnny, dậy đi con. Ba. Rồi tới đây. Cảm tạ trời đất là không ai bị thương. Đều là lỗi của chú. Chú nên kiểm tra lửa đã tắt hẳn chưa. Mỗi khi chúng ta đi cắm trại, chúng ta phải đảm bảo lửa được dập tắt hoàn toàn. Khi gió thổi lên, đám than hồng còn sót lại có thể sẽ bùng lên và cháy lần nữa. Khi chúng ta dập lửa, hãy đợi đến khi đó đã tắt hẳn, hoặc dùng nước và cát để dập lửa. Khi ngọn lửa tắt rồi, ta nên đảo đám tro lên và tưới nước vào để đảm bảo ngọn lửa đã hoàn toàn được dập tắt, và mang theo một bình chữa cháy để đề phòng trường hợp có chuyện gì chúng ta có thể xử lý. Chú biết rồi, cảm ơn Roy. Nhưng ba, giờ mình ngủ ở đâu đây? Được rồi, con có thể ngủ chung. Có chắc không? Cảm ơn chú Robert. Chật quá. Bộ phim Bully và những người bạn. Tập phim Không được gọi báo cháy giả. Chào các em, chúc một ngày học vui vẻ. Squimby. Hả? Sao?
cái thắng xe bị sao vậy? Có phải phân chim không vậy? Hả? Thật không? Đâu? Ghê quá đi. Ôi, anh nên đi tắm đi. Ai đó lấy nó ra cho anh đây. Conby, đóng phân chim là giả đó. Nhớ cẩn thận phân chim đó, Conby. Em cần giúp đỡ, Mini bị co rút lại rồi. Hả? Co rút là sao? Cứu em bị nhỏ lại rồi. Mini, sao có thể như vậy được? Em lại lừa được chị rồi, hôm nay là cá thắng tư. Hả? Hôm nay sao? Cậu ấy tới rồi. Hả? Các cậu đang học bài hả? Thật không bình thường. Ừ, cho bài kiểm tra. Yeah, có bài kiểm tra hôm nay. Hả? Kiểm tra? Đừng nói với mình là cậu quên rồi nha. Phải không, Johnny? À, sao mình quên được? Hả? Mình có một ý này. Liên ơi, các em có chuyện gì vậy? Ai đó đã làm đổ hết thùng rác ở trong phố. Sao? Giờ rác bay khắp nơi trong thành phố rồi. Không chỉ vậy, ai đó đã chạy qua nó và bây giờ nó càng thế hơn nữa. Không thể như vậy được. Để đi coi. Phá hủy cả bưu điện sao? Thiệt hả? Bánh xe cất cao như núi sao? Có thật không? Tiệm đồ chơi đang tặng miễn phí. Max vừa đi qua và sau đó có chuyện xảy ra. Dạ, anh ấy ngã từ trên cây và đụng phải đầu. Sao Max trèo lên cây với cái bánh xe? Ý còn anh ấy đang lái xe rồi đắm vào phải vào bụng. Ý còn lại nữa. Ôi trời, lần thứ ba trong tháng rồi. Mau lên. Tụi mình giỏi quá. Mình đã lừa được hết mọi người rồi. Rồi, kế tiếp. Cô đang cháy ở bến tàu. Phải, nó đang cháy ở khắp mọi nơi. Chị phải làm gì đi? Chị đã biết rồi. Rồi. Yeah, mình đã lừa được mọi người. Bây giờ là cháy thì coi. Cháy lớn quá, ôi trời. Jin đây có thể giúp gì? Em cần giúp, đang có đám cháy ở nhà máy. Hả? Không phải em nói có cháy ở bến tàu sao? Dạ, thật ra em đã nói dối. Hả, Peter? Em có biết làm vậy rất nguy hiểm hay không hả? Em xin lỗi, nhưng lần này là thật đó. Tin em đi. Lần này là cháy thật rồi. Hả? Rồi, đám cháy ở bến tàu là giả. Hả? Nhưng bây giờ có một đám cháy thật ở nhà máy. Cậu biết phải làm gì rồi đó. Được rồi, mình đến đó đây. Về chuyện này rồi. Em cảm thấy thật là tệ. Các em, những cuộc gọi lừa người như vậy sẽ mang lại hậu quả khó lường. Nói dối như vậy không chỉ phạm pháp. Khi em nói dối về đám cháy, lính cứu hỏa sẽ tập hợp đến nơi không cần thiết. Vấn đề xảy ra, nếu như có đám cháy thật, họ sẽ không thể đến nơi cứu lửa kịp thời, và nó sẽ gây ra thiệt hại khôn lường. Cuộc gọi lừa gạt như vậy có thể đẩy người khác vào nguy hiểm. Hèn chi Jin trông có vẻ rất giận. Tụi em sẽ không gọi lừa ai nữa. Tụi em nói không? Đúng vậy, sẽ không lừa ai nữa đâu. Hả? Hả? Phải, sao lại lừa mọi người? Hả? Chúng con. Hả? Cái gì đó? Hả? Xin lỗi. Đứng lại. Đứng lại. Ho 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 ho.